ơi anh hai ơi là anh hai, anh bắt phone đi. Rồi em sắp chết rồi mà sao nãy giờ em gọi hoài anh không có chịu bắt phone em vậy? À, anh hai, à, anh hai về sắp tới chưa? À, 5 phút nữa hả? Cái gì vậy? Anh là y tá mà. Nãy giờ em xong thông báo em sắp chết rồi mà gọi một chục lần 5 phút. Anh về chắc anh hốt xác em quá à. À, người ta tới rồi, chắc anh không có cơ hội gặp em lần cuối. Vĩnh biệt anh. Tùng ơi, Tùng, Tùng ơi, Tùng. Trời ơi, thằng em tôi đâu rồi? Tùng em nè. Mày làm cái gì vậy? Ra đây anh biểu. Ngồi xuống. Trời ơi, cứu em đi này. Cứu em. Yên lặng. À, anh làm gì vậy? Bắt mạch cho mày. Nhịp đập em bình thường quá mà sao anh giật dữ vậy? Cái cách tôi coi mạch là vậy mà. Trời đất ơi, mà mày bị cái gì vậy? Em có bị gì hết. Không bị gì hết. Mày không bị gì. Mà mày hối tao, tao đang đi làm mày kêu tao về nhà gấp là có chuyện gì? Em sắp chết rồi. Tao làm y tá trưởng ở bệnh viện gần 20 năm rồi, gặp bao nhiêu người bệnh nặng, muốn chết mà đâu có chết được đâu. Thấy chưa? Mày bệnh gì mà nói mày sắp chết? Em không có bệnh nhưng mà em sắp chết trong một cách đau đớn. À, ý mày muốn kêu tao chích mày một mũi cho mày chết khỏi đau đớn chứ gì? Trời ơi, giờ này mà anh còn giỡn nữa. Anh ơi, hôm nay là ngày khui hụi. Tháng nào mày không khui hụi? Mày là chủ hụi mà. Trời ơi, sao anh xì lô pepper quá vậy? Là cái gì? Chậm tiêu quá. Anh hai ơi, em lỡ xài hết tiền hụi của người ta rồi. Cái gì? Mày âm mưu giật tiền người ta phải không? Trời ơi, em đính chính em không có âm mưu giật tiền nha. Em chỉ lỡ xài hết tiền của người ta thôi. Mày xài hết tiền của người ta? Dạ. Mày làm cái gì mày xài hết tiền người ta? Em... Mày đánh bài phải không? Dạ không. Kéo máy phải không? Dạ không có. Chứ mày làm cái gì? Em bị xui. Mày bị ăn cướp hả? Đúng rồi này. 11 thằng nó cướp em đó anh hai. Trời đất ơi, ăn cướp tới 11 thằng? Dạ, nguyên đội bóng đá nó cướp em. Em thua cá độ đá banh. Cái thằng quỷ. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi? Dạ. Cờ bạc bằng tiền của mình, lâu lâu trời còn thương cho trúng. Yeah. Cờ bạc bằng tiền của người khác thì chỉ từ chết tới bị thương thôi. Mày không biết, nghe hả? Em biết lỗi em rồi. Anh hai à, nhà chỉ có hai anh em mà là anh em ruột đó anh hai. Anh em như thể tay chân mà. Anh hai cứu em một lần đi. Anh nghĩ đi, cái tướng em vậy mà giờ người ta tới người ta chặt đôi chân, rồi làm sao em sống? Giúp em đi anh hai. Cho em mượn một ít em trả nợ đi anh hai. Ít là bao nhiêu? 80 ngàn. 80 ngàn? Dạ. Thôi, tao không dám làm anh em như thể thì tay chân của mày đâu, nghe chưa? Mày nghĩ tao gì? Tự nhiên nó chặt tao hai cục chân. Chặt hai cái tay. Tao về tao lết ra đường, tao xin 80 ngàn ai cho? Tao nói thiệt, bây giờ trong bóp tao 8 đồng còn không có. Có gì 80 ngàn? 8 đồng cũng không có anh hai. Anh hai, cứu em đi này. Vì sĩ diện của gia đình, anh phải cứu em để giữ gìn cái uy tín của dòng họ nhà mình. Dẹp đi mày. Dòng họ nhà mình làm gì có uy tín mà giữ. Bà ta hỏi mày nè, mày chơi hụi tới 80 ngàn lận. Dây hụi cao cấp. Em rủ 8 đại gia chơi. Mỗi tháng ta đóng 10 ngàn. Bây giờ 6 bà hốt rồi. Còn có bà Kim với bà Chi. Một chút hai bà tới đây. Bà nào hốt em cũng phải đưa 80 ngàn hết anh hai. Thiệt à, tao không biết tại sao một thằng như mày á mà có thể gọi là thu phục người ta. Mấy bà đã giao cho mày cái đống tiền. Anh không phải là người nói câu nói này. Anh biết không, người Mỹ người ta có câu: đàn ông đẹp trai lôi cuốn đàn bà bằng ngoại hình, đàn ông xấu trai lôi cuốn đàn bà bằng tài năng. Em là thuộc cái loại thứ hai. Mày có tài năng gì? Tài năng của em là dụ được các bà đưa tiền.
anh hai ơi, cứu em đi anh hai, anh em như thể tay chân. Mày im cái câu lại nghe mày. Dạ. Hay chưa anh hai, kiếm cách cứu em đi anh hai. Nói thiệt á. Dạ. Tao mà không cứu mày thì mày trách là anh em không như thể tay chân. Đúng rồi. Thấy không, tình nghĩa không có. Dạ. Nhưng mà cứu mày chắc chắn là tao cụt tay cụt chân luôn đó. Trời. Anh hai, anh nghĩ ra cách đi. Ba mẹ chết đi còn có hai anh em mình là hai anh em ruột mà. Đúng không anh hai? Quyền huynh thế phụ, anh nghĩ cách đi anh hai. Được rồi. À. Có ba giải pháp. Ồ, có ba giải pháp. Ba giải pháp sao anh? Một là mày năn nỉ xin người ta trả góp. Bây giờ một đồng em cũng không có lấy gì góp. Hai là mày bỏ trốn. Trời cao đất rộng, em biết đi đâu. Còn thứ ba, mày không cần năn nỉ cũng không cần bỏ trốn. Cái này được nè. Cái giải pháp này người ta gọi là chiến thuật mặt dày. Mặt em thì vốn dĩ nó đã dày, nhưng mà không được đâu anh. Con mẹ Chi, mẹ nhiều chuyện lắm. Bây giờ bà đi rao khắp cái bô xa là mốt em không còn cái đất làm ăn nữa. Còn anh biết rồi, chồng bà Kim là xã hội đen mà. Em không giao tiền cho bà Kim, chồng bà giác súng qua đây, trời ơi, bỗng bắn em một cái không có còn chỗ để lũng nữa. Mình nghĩ cách thứ tư đi anh hai. Được rồi, từ từ tôi tính. Ừ, tính đi. Trời, trời ơi, nhà nó có chuyện mà ai gọi không biết. Alo, điều đây. À, cô Linda hả? Ừ, bữa nay cô chịu khó trực giùm tôi nha. Bữa khác tôi trực thay lại cho. À, tất cả những cái hồ sơ trực đó tôi để trên bàn đó. Cô nhớ cái bệnh nhân giường số 4 nha. Ông bị cái bệnh amnesia là mất trí nhớ. Hôm qua ông bị đụng xe đó, đầu bị chấn thương. Cho nên cái đầu ông bây giờ như là tờ giấy trắng. Thấy chưa? Quên hết những chuyện quá khứ. Bắt đầu phải phục hồi lại từ từ. Yên tâm, cái bệnh này nó vậy mà. Không sao đâu, cô thích care ông cùng tôi nha. Rồi, cảm ơn cô. Bye bye. Anh hai! Cái gì? Anh lấy 80 ngàn của em phải không? Cái gì vậy? 80 ngàn mới để đây nè. Anh đừng có chơi như vậy nha. Tôi giả mày tét miệng nha mày. Tao lấy tiền mày hồi nào? Nhà có hai anh em thôi. Em mới để 80 ngàn đây nè. Anh, hồi nãy tôi không có thấy gì đâu. Trả lại em đi. Mày làm cái gì vậy? Đâu rồi? Em mới để 80 ngàn đây mà. Ủa? Không lẽ mày bị mất trí nhớ hả? Đúng. Em đã bị mất trí nhớ rồi anh hai. Anh thấy em diễn giống không? Tối hôm qua em đã bị đụng xe, và bây giờ em đã bị Indonesia. Amnesia chứ không phải Indonesia. Thì nói chung cái gì mất trí nhớ, cái gì là a được rồi. Nói chung là anh phải cứu em nha. Một chút nữa bà Kim với bà Chi bà tới đây, anh cứ nói là em mất trí nhớ rồi, em đã đi Indonesia vậy đó rồi ha. Dẹp cái mày, tao không quen làm mấy cái vui đâu. Thế cái kế này không có xong rồi đó. Anh hai, cái khác đi. Anh hai, ba má chết đi, quyền huynh thế phụ mà. Anh em mình là anh em ruột mà anh hai. Anh em như thể tay chân đó. Dạ, cứu em đi. Cái này là quảng binh thôi, tạm thời thôi. Em có tiền em giao lại cho hai bả liền anh. Cứu em đi anh hai nha. Thôi được, tao mà không giúp mày á, mày nói anh em á là không có giúp nhau. Đúng, không rồi. Có tình nghĩa. Nhưng mà mày giúp mày á, chắc chắn là tao sẽ bị chặt tay chặt chân đó. Không có đâu, em kiếm tiền là em trả về mà. Giúp em một lần nha anh hai. Được em rồi. Vô nha anh hai, hai bà được tới rồi. Bây giờ nhưng mà nghe tao nhắc nè. Sao? Cái bệnh này là mất trí nhớ. Dạ. Cho nên mày nói càng ít càng tốt phải chứ. Nói nhiều nó lộ, hiểu không? Yên tâm nha, giúp rồi, em rồi, nha. Rồi, rồi, tao chỉ mày nha. Dạ. Vô đây, bà vô đây. Trời ơi, tới ngày khui hụi rồi. Vô đây. Kỳ này bà nhường tôi khui trước nha. Bà, tôi đang tính năn nỉ bà. Đợt này bà cho tôi khui hụi đi. Tôi thấy chồng bà là xã hội đen, thiếu gì tiền. Ê, nói gì đó? Trời ơi, tại sao ai cũng đồn chồng tôi là xã hội đen hết trơn vậy? Rồi đồn ảnh chồng cái gì? Chồng cây cần sa gì đó. Bà ấy, chồng tôi mà chồng nửa cây thôi tôi rứt họng tôi chết á. Ảnh không có chồng. Ảnh đợi người ta chồng. Sắp tới mùa thu hoạch rồi, ảnh mới kéo đàn em tới ảnh hốt. Vậy là đi ăn cướp rồi còn gì nữa? Nói gì? Không ăn cướp. Không, ý tôi nói là chồng chị là đi đường tắt,
rất là thông minh. Nhưng mà thực ra đợt này chị cứ cho tôi hốt hụi đi, tôi đang rất là cần tiền đấy. Trời ơi, bà đi thắm cái gì nữa hả? Cái gì? Chị nói cái gì? Chị nhìn kỹ mặt tôi đi, mặt tôi coi còn chỗ nào sửa được không? Sửa được tôi bay về Việt Nam, tôi vào Khơ Thị tôi sửa mặt ngay. Trời, bà này bà ghen dễ sợ. Bà bây giờ còn sửa chỗ nào được nữa. Bà về đó người ta chỉ có cắt cái đầu của bà thay cái đầu mới thôi. Cái gì? Ở Khơ Thị người ta cắt được cái đầu mình nối vào cái đầu khác à? Trời ơi, quan tưởng quá đi trời ơi. Người đó người ta chỉ làm cho đẹp thôi chứ ai mà cắt đầu. Nhưng mà cần tiền để làm gì mà gấp dữ vậy? Ôi, nói thật tình chị em với nhau. Đợt này tôi cần tiền để đi đến tiệm hột xoàn Hưng Phát USA. Bà này bà mê hột xoàn quá. Đâu có, chả là sắp tới là kỷ niệm 15 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Kỷ niệm ngày cưới thì chồng mình nó phải mua hột xoàn cho mình. Mắc gì bà phải đi mua? Ô bà Kim, bà lấy chồng Việt Nam mà bà không hiểu tính đàn ông Việt Nam à? Đàn ông Việt Nam là không bao giờ nhớ kỷ niệm ngày cưới hay ngày sinh nhật của vợ. Cứ đến ngày đấy bà thích cái gì bà cứ đi mua. Mua xong về bà cầm cái bill bà đưa vào cho chồng bà tính tiền. Trời ơi, ve yeah, cái gì mà ve yeah. Tại vì vợ xấu quá nó quên. Thử vợ đẹp coi nó quên không. Giống như tôi nè, tôi đẹp quá mà ông đâu có dám quên. Ông đi làm về có bao nhiêu tiền đưa cho tôi, nhiệm vụ của tôi ở nhà trang điểm cho đẹp rồi xài tiền của ông. Thế là bà có một người chồng quá ư là lý tưởng rồi. Đấy chưa lý tưởng nha. Người Mỹ người nói người chồng lý tưởng là người Mỹ, nó nói là người chồng nào mà làm có được nhiều tiền mà vợ xài không kịp đó mới lý tưởng. Tôi đang kiếm nè, hôm nay coi có anh nào coi được tôi hốt luôn, tôi bỏ thằng chồng của tôi. Trời ơi, thời buổi này tìm đâu ra một người chồng lý tưởng như thế, có nước mà lấy Hoàng Kiều. Hoàng Kiều đâu có lấy bà đâu bà, Hoàng Kiều mà ta lấy 27. Mà hả, bà thì đâu có bận tâm gì về đường con cái đâu, tôi thì một nách ba đứa con gái luôn. Bởi vậy hả, người ta nói là diamond forever, kim cương là một cái gì đấy vẻ đẹp vĩnh cửu quý giá, nên tôi cứ phải mua dự trữ từ từ để mai mốt con gái tôi nó lớn nó lấy chồng chia cho mỗi đứa một tí cho nó có của hồi môn. Một tí cái gì, bà đeo cái hột xoàn nào hột xoàn ấy, trời ơi trời, lỗ đầu người ta mà bà nói một tí. Trời ơi, có một tí đấy chứ mà sưu tầm mãi nó được một rổ đấy bà. Bà biết làm sao không? Gì? Thực chất ra là tôi mê hột xoàn. Nhưng mà cứ bận lắm, đâu có thời gian đâu mà đi mua. Ở nhà đếm tiền suốt. Mà cửa hàng Hưng Phát USA thì rất là đảm bảo uy tín. Tôi cứ vào trang nhà của họ, tôi sợp tôi tìm một cái hột xoàn nào thích, họ gửi về cho mình. Đấy, tận nhà luôn mà đảm bảo nhá, uy tín hàng thật mà nước tốt nữa. Đấy, tôi đeo nè, bà thấy đẹp không? Đấy, thôi, đẹp luôn. Kỳ này á, bà nhường cho tôi đi. Cho tôi hốt, tôi ra đó, tôi cũng lựa mớ hột xoàn coi. Nhà tôi cũng còn mấy cái rổ để chống đó. Ta nói cũng mua đeo của ổng nè, toàn đồ Hưng Phát không đó chứ. Đấy, nhường tôi nha. Ủa mà sao kỳ nha, cái ông Tùng mỗi lần mà khui hụi là ổng gọi điện nhốn nháo hết, mà hôm nay không gọi. Đó, sáng nay tôi mới thấy chồng tôi đứng mài dao, tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày khui hụi. Bình thường ấy mà mỗi lần khui hụi là cha Tùng hay tổ chức tiệc Tùng lắm. Mà hôm nay không có tiệc thì ít nhất hai chị em mình đến cũng mời mỗi người bát yến xào đúng không? Đằng này không có yến mà lại nhà cửa vắng tanh như đám ma. Đến đám ma còn có cháo mà hút mà. Anh Tùng ơi! Anh Tùng ơi! Tùng ơi Tùng! Anh Tùng! Anh Tùng ơi! Không cần, không, anh Điều! À. Anh Điều! Sao ông Điều hiu thế ghê vậy? Sao thế? Anh sao vậy anh? Ngồi ngồi đi bình tĩnh, có chuyện gì mà mặt hớt hải vậy? Chuyện gì? Sao thế anh? Tôi chưa thông báo cho hai bà nghe chuyện buồn. Ủa chuyện gì buồn gì? Em tôi thằng Tùng á. Sao ông bị gì? Tối qua tôi bị đụng xe. Chết rồi hả? Chết rồi hả? Chết rồi hả? Chưa chết. Mừng quá. Mừng quá. Chưa chết. Chết. Vậy thì cứ kêu ông giao hụi cho tôi xong rồi ông chết luôn cũng được. Trời ơi. Ông đau giờ ông sao? Ông đau rồi. Dạ, nhưng mà bác sĩ nói nó bị cái bệnh amnesia. Trời ơi, ở Mỹ mà sao ngu quá vậy? Vừa mới đụng xe đem vô cấp cứu điền, đem qua Malaysia chết chắc. Cái gì? Đem qua bỏ làm chi? Đem Malaysia hồi nào? Mới nói đó. Amnesia là cái tên bệnh mất trí nhớ. Mất trí nhớ hả? Bệnh mất trí nhớ. Mất trí nhớ mà có nhớ tiền không? Có nhớ tiền của tôi không? Có nhớ tiền không? Nó không có nhớ đâu. Hả? Hả? Mất trí nhớ là sao mà nhớ được?
Hôm trước tôi thấy nó có đem một đống tiền mặt về đây nè, tôi nghĩ đó là tiền hụi. Rồi tôi hỏi nó không nhớ gì trơn á, mà tôi sao mà không nhớ được. Trời đất ơi, anh em với nhau như ruột thịt, làm sao mà không nhớ được. Bà giấu tiền đâu chồng bà biết không? Chồng tôi dí xuống cái đầu tôi cũng không có nói nữa. Đó, muốn gì là anh em mà không có biết được. Nhưng mà cái bệnh này á, ở Mỹ người ta đã chứng minh rồi, là có trí nhớ mà có quên, quên hết. Chỉ có tiền là không quên một đồng, một cắc để đâu cũng nhớ nữa. Đấy. Bởi vậy tôi nói ông nghe, bệnh này nó hay bây đó. Giờ cứ cách gì thì cách, ông cứ vào ông lôn tùng ra đây, tụi tôi nói chuyện một cái là ông nhớ ra hết. Không được, nó không nhớ gì đâu. Tôi nhớ mà ông, bây giờ nhớ mà ông cứ vào ông lôn tùng ra đi. Không đó, thì ông đợi tôi đi, tôi gọi chồng tôi qua tán vô đầu nó xúc cái não ra nó nhớ à. Trời đất ơi. Trời ơi, chồng tôi rảnh ở nhà đang mà giao đó. Bà sao nói chi năng gì ác đức vậy? Bây giờ người ta ai mà đi làm là bộ giả bị tai nạn bao giờ. Trời ơi, đi vào coi kêu ông Tùng ra đi, nhanh nhanh. Kêu ông Tùng ra đây. Kêu ông Tùng ra. Trời. Để lên. Chớ tôi rồi bà ơi, 80.000 làm chồng sao tiền đâu cho đi mua hộp xoàn được nữa đây. Sao? Trời ơi, tôi lo quá bà ơi. Chết không biết như thế nào. Tùng kìa, Tùng ra lo cho Tùng ra kìa. Tùng ơi Tùng. Sao tàn tạ dữ vậy? Trời ơi, ông Tùng ơi. Sao thế này? Chết rồi, ông bị gì vậy? Đi đâu? Vô ngồi nghỉ liền đi anh. Ông đi đâu? Trời ơi, để xe nó đụng mà tan nát mặt mày. Đánh ra coi. Mày. Ông Tùng ơi. Ông Tùng. Sao chào ông mà ông bơ bơ vậy? Ông Tùng. Chết rồi. Nè. Ai là Tùng? Mày là Tùng với ai? Mày là em tao, tao là anh mày nè. Trời ơi, ông quên hết, ông không nhớ. Ờ, sao lại chào đi, chào mày đi. Mày là Trần Tiêu Tùng. Ờ, sao ngơ ngơ vậy? Tùng chào. À. Chào Tùng. Hả? Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì mà Tùng Tùng hết trơn vậy trời? Đâu có được. Mày nhớ lại coi, mày là Trần Tiêu Tùng. Ờ. Mày là em ta, tao là anh mày nè, mày không trời nhớ hả? Bà ơi, giờ làm sao giờ bà? Hả? Em là Trần Tiêu Tùng. Ừ. Ủa, anh tên gì? Trần Tiêu Điều. Cười gì vậy? Cười gì vậy? Tại tôi thấy buồn cười quá. Bộ cha mẹ ông hết tên hay sao mà đặt hai cái tên hai anh em mà như là rớt vào hố đen thế. Má tôi nói á, hồi nhỏ tôi sinh ra tôi đẹp lắm. Ờ. Sợ ông bà bắt mất. Ờ. Nên mới đặt cái tên thiệt là xấu là Trần Tiêu Điều để ông bà đừng có bắt. Cái mặt ông hồi nhỏ đẹp lắm hả? Ừ. Nhìn mặt vậy mà đẹp mới ghê chứ trời ơi. Đó. Cái mặt. Cái hàng xóm gặp tôi là cứ bồng. Bà cứ nựng nựng giống như nãy giờ bà nựng vậy đó. Đừng riết là hai má tôi nó sệ luôn nha. Thì đúng rồi, người ta nựng ông nhiều tại người ta tưởng ông là con chó mặt sệ đấy. Nó mới nựng. Giờ này còn quan tâm cái chuyện đó nữa. Ủa mà hồi nhỏ ông đẹp, rồi ba má ông đặt tên xấu cho ông bà đừng có bắt. Ừ. Còn ông nội này ông xấu sẵn rồi đặt tên xấu luôn chi vậy? Có bật tên đẹp cũng đâu có ai bắt đâu. Đấy, bởi vậy. Tại ba tôi họ Trần, má tôi người Việt gốc qua họ Tiêu. Ừ. Nên nó ghép hai cái họ là đặt tên cho tụi tôi. Trần Tiêu Điều. À. Trần Tiêu Tùng. Ừ. Cũng may là có hai anh em á, đẻ thêm đứa nữa chẳng lẽ đặt là Trần Tiêu Tiêu Chạy. Cái gì vậy bà? Bà này ăn nói dơ giấy à. Bà đi kỳ. Bây giờ tôi mới là Trần Tiêu Đời đến nơi nè. Này này, tôi là Trần Tiêu Tan luôn đây này. Bây giờ tát 1.000 đâu. Này. Chán được, khui này, rồi. Này, này, tôi nói ông biết nha. Ông bị gì chúng tôi không biết. Ngày hôm nay công việc của chúng tôi đến đây để là khui, hùi, khui đi, khui, khui, khui. Đúng. Bây giờ mình phải khui bia ăn mừng. Cái gì? Cái gì vậy? Trời ơi, chưa có hốt hụi mà đâu mà khui bia ăn mừng. Trời ơi. Ông ơi, ông nhớ lại đi ông. Anh ơi, hai bà này là ai vậy? À, đây là bà Kim, bà Chi. Hai người chơi hụi với mày, mày là chủ hụi đó. Ừ. Nhớ không? Nhớ. Kim Chi. Ờ, bà Kim. À, bà Chi. Không phải. Bà Kim Chi. Tôi là Kim. Ờ, Kim Chi. Ừ, đúng rồi. Ờ, tự nhiên thèm thịt bò Hàn Quốc quá. Cái gì vậy? Không nhớ rồi kìa. Anh ơi. Thịt bò chấm mắm tôm ngon quá em thèm. Đó, thấy chưa? Sao nhớ lúc nhớ lúc quên. Thịt bò ai chấm mắm tôm? Trời ơi, khổ quá mà. Ông hỏi cái vụ tiền đang để đâu coi. Đây nè. Dạ. Mày nhớ kỹ một lần nữa đi. Ừ. Mày để tiền ở đâu nói anh lấy đem trả cho người ta. Trong ngân hàng đấy, ngân hàng đấy. Hay là mày bỏ trong city box ở ngân hàng. Ờ. Nói đi, ngày mai tao chở mày ra ngân hàng lấy. Ngân hàng là gì? Hả? Em chỉ biết hai chữ nhà hàng hả? Trời ơi. Mày lôi ông bà lôi ổng vô đây coi. Ơi, sao ngơ ngơ ngác ngác vậy? Không nhớ gì hết. Ông vào đây. Trời ơi, để tụi tôi. Bây giờ không nhớ tiền bạc của tụi tôi. Mày nhẹ tay giùm cái bà ơi. Trời ơi. Nó đang bệnh đó. Cái này số mấy? Số 3. Đó, bắt đầu nhớ rồi. Bắt đầu cái này nhớ. Số mấy?
Số 8. Đúng rồi, 8 mãn chứ không mình. Đúng rồi. Tổng thống Mỹ tên gì? Tập Cận Bình. Hai. Trời ơi, Tổng thống Mỹ mà ông đổi thành Chủ tịch Trung Quốc luôn mới ghê chứ trời. Trời ơi, 80.000 đô Mỹ mà bây giờ ông đưa 8.000 tiền Trung Quốc chắc tôi giết ông quá. Anh hai, em sợ quá anh hai. Mỹ. Cái bệnh này đó mà bà làm ồn ào quá nó sẽ bị mất trí vĩnh viễn, hiểu chưa? Để tôi. Em, anh dạy em mà sao em mau quên vậy? Tổng thống nước Mỹ là cái ông Dano gì nó nghe coi. Em nhớ rồi. Tổng thống Mỹ là McDonald. Ba người bất trí hả? Tổng thống Mỹ là McDonald. Ta là Donald Trump. Trời ơi. Ai mà nhớ? Sáng nào cũng ăn McDonald hết thì nhớ McDonald thôi. Tổng thống có cho cái bánh nào đâu mà nhớ tên ổng. Trời ơi. Bây giờ ổng tên gì thay kệ ổng đi. Quan trọng là giờ 80 ngàn của tôi nè. Thôi nè. Dạ. Bà bình tĩnh đi. Bà đừng có làm ồn. Không làm ồn phải không? Bây giờ tôi hỏi tên một người này là ổng biết liền à. Ổng nhớ rõ nè. Nhớ chồng tôi là ai không? Đấy, chồng bà là nhớ ngay. Nhớ. Chồng bà là cảnh sát, chuyên đi bắt xã hội đen. Mày mới nói gì vậy? Yeah. Anh hai ơi, yeah. Thường mà cái nhan sắc này là cảnh sát nó thấy nó hay bắt nhốt lại lắm á. Mà sao ông cảnh sát nó chịu lấy bà làm vợ vậy anh hai? Cái gì vậy? Mày nhất. Ờ, dạ. Đứng lại. Dạ. Mày bên đông phải dạy mày. Dạ. Không bao giờ bình phẩm nhan sắc của phụ nữ, hay chưa? Xin lỗi bà, có lẽ nó uống nhiều painkiller quá cho nên mắt nó mờ không có thấy cái nhan sắc tuyệt vời của bà. Ghê, tôi xấu là chết với tôi vậy. Dạ. Bây giờ tôi nói hai bà nghe. Ông bà đừng có nghi vấn gì hết. Tôi thấy tình hình này ông Tùng ổng bệnh nặng dạ, lắm đúng rồi. Rồi. Mình phải có cách nào mình chữa trị cho người ta để cho người ta hết bệnh. Ông, theo cái kinh nghiệm nhiều năm mà làm y tá trưởng của ông hả? Ừ. Thì cái bệnh cà chớn này bao nhiêu lâu thì nó hết bệnh? Có thể vài ngày. Vậy được. Có thể vài tuần. Ừ. Cũng có thể vài năm. Cái gì? Hả? Dẹp. Vài năm mất giá tôi hết. Nhưng mà mau chậm là ăn thua cái cách mình điều dưỡng và cách đối xử của người chung quanh. Tôi yêu cầu các bà phải nói năng nhẹ nhàng, đừng để thằng em tôi nó giật mình, nó sẽ bị mất trí vĩnh viễn. Đúng rồi. Hay chưa? Đúng rồi. Rồi, nhẹ nhàng. Bây giờ bà phải nhẹ nhàng. Nghĩ cách. Không, phục. Không. Bây giờ cách gì phụ, cách gì mà bằng mọi cách trong Tùng hết bệnh là tôi phụ ngay. Bây giờ cách gì ông chỉ đi, tôi làm ngay luôn. À, mình phải cho nó uống những loại thuốc bổ và những loại vitamin phục hồi trí nhớ. Rồi, được rồi. Tôi đến pharmacy, tôi mua thuốc bổ cho ông Tùng nhé. Dạ khoan. Còn nữa. Ừ. Còn cái chế độ ăn uống dinh dưỡng nữa. Ồ, vậy hả? Dạ. Ăn uống hả? Dạ. Ồ, anh Tùng, từ sáng giờ anh ăn gì chưa? Ồ, anh chưa ăn gì hả? Thôi để đó em đặt đồ ăn cho anh nhé. Alo, Quán Hương hả? Dạ, cho em gặp anh Hoài Tâm ạ. Anh Tâm ơi, anh cho em đặt một con gà con hầm sâm cao ly, nấm đông cô, bạch quả, nhãn nhục nha. Dạ sao anh, gà con hết rồi hả? Thì mình nấu với bào ngư tôm hùm cũng được. Cho vậy bào ngư tôm. Em quên nó rồi. Ý là ba không à. Dạ, tại giờ sáng tôi nói nó ráng hết bệnh đi, tôi dẫn nó đi ăn lobster với scallop. Ôi bà cứ nghi ngờ làm cái gì, ổng bệnh thật rồi mất trí nhớ. Để đó tôi đi ra tôi mua đồ ăn với lại mua thuốc bổ cho ổng nhá. Dạ dạ. Sáng đó mua thêm ít trái cây. Ít trái cây dạ, hả? Dạ, hôm nay uống tụ sinh nhiều quá nên cần uống ăn trái cây cho nó mát. Dạ. Mà muốn ăn trái cây gì? Dạ, nho, cam, táo, chuối gì cũng được. Miễn là cái nào miễn có là vitamin C với lại potassium là được. Mày cái đó đâu có khôi phục trí nhớ anh hai. Chứ em muốn ăn gì? Dạ, sầu riêng Mã Lai, nhãn Hawaii, dạ, chôm chôm Thái Lan. Hả? Cái gì? Bệnh gì ăn cái thứ ác nghiệt không vậy? Ăn cái đó bên nước này còn mắc hơn ăn gà ăn vịt nữa. Mắc là gì vậy anh hai? Không có anh đâu. Anh hai. Chắc có lẽ là nó mới đọc trong cuốn sách chữa bệnh bằng trái cây. Đây này, chữa bệnh bằng trái cây này. Bà sao bà cứ đặt nghi ngờ suốt rồi. Dạ. Người ta đã bệnh thật rồi, người ta u cả cái đầu lên. Dạ, bây giờ này. Mấy người ở đây nhá, chăm sóc anh Tùng hộ tôi nhá. Tôi đi ra ngoài tôi mua thuốc này, mua đồ ăn này, mua tất cả mọi thứ về đây cho anh Tùng nhá. Rồi, tôi đi nhá. Tôi mua thì mua nhanh đi. Rồi, tôi đi ngay. Bà Kim. Cái gì? Giờ còn của mình bà đây, tôi biết bà cái tánh bà thì nóng nảy. Tôi nhờ bà chuyện này, bà chịu khó chăm sóc, chiều chuộng nó một chút xíu thì bệnh nó mới mau hết. Nó hết rồi thì nó có tiền trả cho bà ha.
ngoại lấy giùm em ly nước đi. Kêu ngoại lấy cho nó ly nước kìa. Không, kêu bà. Ngoại lấy giùm con ly nước đi. Hay quá, bây giờ triệu chứng nó bắt đầu phục hồi trí nhớ rồi. Nó nhớ ngoại nó. Bà làm ngoại, bà ngoại nó đi. Ngoại dạ con, đợi ngoại chút nha. Ngoại dạ, từ từ lấy nước cho con. Nước hả con? Dạ, thông cảm mà ngoại dạ, từ từ lấy chai nước. Nước hả con? Nước hả con trai? Sao dứt vậy con? Đâu rồi? Ở dưới kìa. Dạ, má lấy chai nước lên cho con đi. Đợi ngoại mẹ già lắm rồi đi. Nhiều khi một tháng mới lấy được. Ngoại hả? Nó mới kêu má. Tức là nó nhớ má đó rồi. Trời ơi, chăm sóc má. Chăm má sóc. Là con má nè, con uống gì? Má lấy chai nước lúc con uống đi. Má lấy chai nước, nước đúng uống. Nhớ rồi, được tới má rồi. Nhớ tới má rồi. Từ từ uống đi con. Thả quạt. Sao con? Thank you. Biết thêm nhiều rồi. Biết cảm ơn rồi, biết cảm ơn quá. Biết thêm nhiều, trời ơi, mừng quá. Mà lấy cái gối kê cái chân cho con đi. Nè nè con, gối nè, kê chân lên con, kê chân lên. Đã không con? Hồi nhỏ má hay bóp chân cho con lắm á. Hồi nhỏ má bóp chân, má thương má bóp chân á. Má chăm sóc cho con, sắp phục hồi trí nhớ rồi. Con tôi khát sữa bú tay, ai cho bú thép mà ngày dài tôi mang ơn. Con muốn bú sữa quá. Bà nội cha mày. Thuyền. Trời ơi, cái mặt mày bây giờ con đòi bú hả? Mặt mày là cai sữa 3 năm nay rồi. Bà. Trời ơi, nó mà bú sữa thì banh buồn sữa có hay gì. Bà Kim ơi, nhẹ nhàng, không có được làm cho nó bị sốc. Sốc cái gì? Con đất người ta, tao ngó được cái mặt cái cưng bó mặt, cái nhìn cái bằng mà bằng não đó kìa trời. Anh hai. Bà muốn có tiền không? Muốn. Chiều chuộng nó đi. Chiều chuộng. Má nè con. Mà lạ quá. Má xin lỗi. Con nhức đầu quá. Tụi nhức đầu rồi kìa. Trời, bây giờ làm sao không? Chăm sóc cho nó đi. Bóp cái đầu đi. Bóp đầu cho nó đi. Để má bóp đầu cho con nha. Bóp đầu mà. Ây da. Trời ơi, sao mà bóp vô chỗ u nó vậy? Ây da, đau quá. Ủa, nó bị đụng xe sao mà. Mà sao, tại sao bóp vô nó kêu chịu chết vậy? Nhiễm trùng. Tôi phải để một cái cây của trụ sinh vô chọc. Bóp vô nó kêu. Báo hiệu tới giờ phải bơm thuốc vô. À vậy hả? Cái lỗ đây bơm thuốc vô hả? Dạ. Trời ơi, bỏ kỹ chứ sao bóp vô cái nó xì hơi, nó kêu chiếu chết. Anh hai ơi. Sao? Giờ em nhức cái dài quá. Nhức cái dài. Đây. Bóp dài cho nha. Bình tĩnh nha. Đúng rồi. Bóp dài, cái dài nó liên quan tới cái đầu. Bóp cho nó mau tỉnh hơn nha. Em đi bóp cũng được ha. Sao? Chút nữa mình tiếp nhiều hơn chút. Cái gì vậy? Bóp mạnh quá. Có cái đấy đây. Đồ ăn thức uống này. Sầu riêng Mã Lai là có sầu riêng Mã Lai trong anh đây. Qua bắt trái cây. Trời ơi. Đấy, nó nặng quá mà nó tuột ra luôn này. Đấy. Đấy. Thơm quá. Thơm không? Đấy, biết thơm là tỉnh rồi. Ủa, trái này ăn làm sao? Trời, trái này hả, ăn dễ lắm. Lột cái vỏ ra, lấy cái ruột ra, vứt cái ruột đi, nhai cái vỏ, nuốt cái vỏ trong họng là hết bệnh rồi. Trời đất ơi. Ủa, ăn vậy hả? Tuốt cái vỏ này vô rồi cái miệng nó tét sao? Có đâu, cái miệng này nó nuốt ba trái này cũng chưa tét đâu. Thôi, bây giờ tôi ở đây tôi cũng chăm sóc nãy giờ rồi đó bà Chi. Hả? Tôi chăm sóc rồi. Thôi bây giờ hồi nãy bà nói với tôi là bà thèm ăn xoài đúng không? Tôi ra tôi mua cho bà trái xoài, bà cạp cái hộp. Bà này bị điên à. Dầu sôi nửa bỏng không lấy 80.000 tự nhiên đi rủ đi ăn xoài. Bà cứ nghe lời tôi đi, bà đã mệt từ sáng tới giờ rồi. Để anh em ta nghỉ ngơi rồi tiện đâu ta nhớ ra. Họ thân quá, này tôi không có mê xoài. Tôi không mê hột xoài, tôi mê hột xoàn hơn phát. Thì cứ ra ăn hột xoài trước đi rồi lát có hột xoàn. Không, tôi nghe lời tôi đi bà. Mà tự nhiên nó bảo người ta đi. Cho người ta nghỉ ngơi mà. Trời ơi, cái gì mà tự nhiên đi này. Trời ơi. Hai cái con mẹ ngu ngốc. À, thấy không? Bà Chi là cái con mẹ khờ nhất. Đã vậy còn có ba đứa con gái xấu đều. Bởi vì ăn xong suốt ngày làm kiếm tiền mua hộp xoàn. Để làm gì? Mốt đám cưới bùn của chứ làm gì. Nhưng mà em nghĩ không ai lấy ba con quỷ đó đâu.
Còn cái con mẹ Kim nữa, anh thấy không, bà ngu mà lúc nào bà cũng tỏ ra nguy hiểm hết. Mà cái lúc mà bà tỏ ra nguy hiểm là cái lúc bà xấu đau, xấu đớn, xấu banh nhà lòng luôn á. Mày im cái miệng lại, mày đừng có tự phụ. Cái kế này chỉ quản binh thôi, nhiệm vụ mày là phải lo kiếm tiền để trả cho người ta, nghe chưa? Em biết rồi, nhưng mà tao chưa bao giờ làm ba cái chuyện gian dối như vậy. Mà vì mày tao mới làm. Bây giờ mở nhà, tao đi làm. Rồi, nghe chưa? Rồi yên tâm đi, em kiếm tiền em trả cho người ta. Làm cái gì? Ông đi đâu? Ủa, à, sao nó lẹ quá vậy? Vô đi, vô đi. Làm chi cho nó mệt cũng biết nữa à. Ờ, hai bà quay lại. Quay lại cái gì mà quay lại hả? Nghĩ sao bà bỏ con dịch vô đây hả? Trời ơi, trời đất ơi, tưởng tôi con nít hả? Trời ơi. Bây giờ bước qua bên. Bây giờ bà có muốn tôi nghe nó nói xấu bà không? Nó nói lúc nào? Đây. Trời, điện thoại tôi đó. Bà để quên điện thoại ở đây luôn hả? Để quên cái gì, tôi để lại để gài chứ để quên cái gì. Bà bước ra đây, bà nghe đây nè. Ừ. Trời ơi, qua mắt tôi hả? Nói xấu bà đây nè. Hai cái con mẹ ngu ngốc. Nhất là cái con mẹ Chi, bà khờ dễ sợ luôn vậy. Được, cái bà đã có ba đứa con gái xấu đều. Bởi vì ăn xong suốt ngày bà làm, kiếm tiền mua hộp xoàn để sau này đám cưới bù của. Nhưng mà em nói anh nghe, ba con quỷ đâu mà ai lấy đâu. Đó, bà thấy chưa? Trời ơi, trời ơi. Bà nói xấu bà, nó nói bà khờ đó. Đẻ con xấu như quỷ. Tôi không ngờ là cha Tùng này cha dám nói tôi khờ, mà nói tôi ngu ngốc, mà nói con tôi xấu nữa. Cảm ơn ông nha. Nhờ ngày nay ông nói như thế mà tôi bớt khờ nha. Bây giờ nè, bà xong rồi tới phần của tôi. Nó cũng chửi tôi chứ đâu có vừa vậy. Nghe. Còn cái con mẹ Kim, trời đất ơi. Bà ngu mà lúc nào bà cũng tỏ ra nguy hiểm. Mà cái lúc bà tỏ ra nguy hiểm là cái lúc bà xấu đau, xấu đớn. Bà xấu banh nhà lòng luôn. Đó, bà thấy chưa? Nói mình vậy đó, may là tôi để lại, tôi thu đó. Thôi, bà, nghi ngờ rồi. Bây giờ tôi có cách rồi. Gì? Bà đưa cái điện thoại này đi. Tôi đem đến, tôi nộp cho Bolit. Nói Bolit đây là cái bằng chứng tố cáo người ta quỵt tiền mình cho vào tù. Hơi đau, người ta có câu vô phúc đáo tụng đình. Chờ được dạ thì má đã sưng. Hơi đau vậy, bà không biết chồng tôi là ai à? Tôi gọi một cuộc điện thoại thôi, coi nó trả hay không. Ông xã hả? Ừ, em nè, ba chanh dây của em. Ừ. Ê, bà cho tôi hỏi ý kiến, chồng sao đen mà sao tên Thánh Thiện, ba chanh dây. Ừ. Tại tôi khoái uống chanh dây, ông đặt cái tên vậy cho tôi vui. À. Anh ơi, ừ, người ta giật tiền em đó anh. Mà giật tiền em là anh biết giật tiền của ai rồi phải không anh? Ừ. Thôi, đem hàng qua kia cho nó mệt. Anh cứ đi người không, sẵn á, đem cái cây chanh dây qua đây cho em. Ừ, lấy chanh dây nặng nước cho em uống. Còn lấy cái gai chanh dây đó, anh đè thằng Tùng xuống, anh khều hai con mắt nó lên cho em. Chị bà chắc chữ vậy? Chị Kim. Dạ. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn chị Kim. Dạ, chị chọt đuôi mắt em rồi, em đâu còn thấy đường để đếm tiền hụi trả chị. Vậy bà ác. Bà ác quá. Sống như vậy thất nhân thất đức lắm. Mình sống mình phải từ bi. Bà làm như vậy làm gì cho cực. Bà cứ cầm trái lựu đạn qua, bà ném thẳng vào nhà chúng nó cho nó chết banh xác là nhanh. Anh hai, mình chết chùm đó anh hai. Mày lo tao theo chứ gì nữa. Không ơi, anh em như thể tay chân. Mày im đi. Dạ, cứu em đi anh hai. Thưa hai bà, tôi biết là nãy thằng em tôi nó làm ba cái trò lừa gạt như vậy là không có đúng. Với lại nó có lỡ xúc phạm là chê hai bà xấu. Đó, đấy, cái chỗ đó đó. Tiền bạc đối với tôi không có quan trọng. Mà tôi biết chắc nó cũng không dám giật tôi. Nhưng mà cái quan trọng là nó dám chê tụi tôi ha. Mà quan trọng nhất là nó chê tụi tôi xấu. Ở trên đời này tối kỵ nhất của người phụ nữ là chê ngu và chê xấu. Ngu à, có thể bỏ qua. Nhưng mà xấu á, thì tôi thù truyền kiếp. Tới đời cháu, đời chắc tôi cũng bắt nó phải trả thù. Dạ, yeah, tôi biết mà thù truyền kiếp. Tới đời cháu mới bắt trả thù. Nhưng hai bà cũng đừng có quên, hồi nãy hai bà cũng đã chê hai anh em tôi mới sinh ra đã xấu rồi mà. Dạ đúng rồi. Không có sao. Này, ông lại đây tôi nói cho ông biết. Dạ. Người ta có câu trai tài gái sắc đúng không? Đàn ông mà người ta có chê xấu thì cũng không sao, tại đàn ông đâu cần đẹp. Còn phụ nữ chúng tôi là cấm tiệt không được chê xấu. Khi mà chê phụ nữ xấu mang một cái tội rất nặng, đấy là tội hình sự. Trời ơi, cái gì dữ vậy? Đó. Đấy, bởi vậy bây giờ ông trả tiền đi, trả tiền cho chúng tôi đi. Dạ. Dạ tôi tính vậy. Để ngày mai đi, tôi sẽ chạy đến ngân hàng thế chấp căn nhà này, rồi rút tiền ra
trả tiền hụi cho hai bà. Đấy, cách đó được đó bà. Tôi thấy được đấy. Dạ. Thì cơ anh hai. Ừ. Trời, công nhận anh hai sáng suốt dễ sợ luôn vậy anh hai. Nhà giờ nó có giá lắm. Anh hai rút ra 100.000 đi. Ừ. 80.000 mình đưa lại cho hai chị. Ừ. Còn 20.000 anh hai cho em làm vốn. Ừ. Em thề với anh hai, kể từ bây giờ em sẽ làm ăn chân chính bằng hai bàn tay. Mày làm cái gì? Em sẽ kéo máy, chúng chắc mát kiếm tiền trả nè. Đập chích cha ngay bây giờ. Không có. Mày kéo kéo ha. Mày kéo nó xuống hòm luôn ha. Anh em như thể tay chân mà anh hai. Dạ như vậy có được không hai bà? Được rồi. Ngày mai á, lo bà kiếm tiền trả cho tôi. Không ai tôi dẫn chồng tôi qua tới nghe chưa? Dạ dạ dạ. Còn biết qua mà cảm ơn người ta. Dạ. Dạ. Dạ em cảm ơn chị đẹp. Ừ. Chịu. Dạ. Em cảm ơn chị khôn. Ừ, đấy, được đấy. Dạ, nói chung em... là tính tôi từ bi lắm. Người ta quan niệm rồi, tiền không là tất cả. Nhưng mà muốn có tất cả, mình phải có tiền. Đấy, bởi vậy cứ trả tiền là xong hết. Trả tiền đi. Dạ, dạ rồi để anh hai em cầm nhà rồi. Rồi trả tiền lại cho được anh rồi, chị. Rồi, tôi lo. Dạ. Nè. Dạ. Qua cái việc này, mày có học được cái gì không? Dạ, có. Mình không có nên lường gạt người khác. Sai. Đó không phải là bài học lớn. Bài học lớn là không bao giờ chê đàn bà xấu. Đúng. Dù họ có xấu thiệt. Cái gì? Rừng rừng đón Việt Kiều có khác anh hai. Trời ơi, hoa vẫn còn chờ đón. Ô anh hai về. Ừ em. Anh gì sao mùng một tết không về? Em mặc cái bộ dài từ mùng một tới nay chưa tắm luôn á. Trời đất ơi, mười mùng luôn rồi. Mà hôm bữa bạn bè tới đây đông lắm mà sao anh hai không về ngay mùng một tết? Tao thất nghiệp về giờ nào là không được nghe nhớ. Nhưng mà cẩm nang du lịch Việt Nam có dạy. Dạy gì? Việt Kiều khôn ngoan không bao giờ về đúng ngày tết. Sao vậy? Tốn tiền nhiều tiền lì xì lắm. Sao giờ anh keo kiệt dữ à? Mày nói vậy là quan cho tao rồi đó nha. Tao kẹo từ hồi nhỏ chứ không phải giờ mới kẹo đâu. Bởi vậy lấy bà nào bà cũng bỏ hết trơn á. Nhưng dù kẹo cách mấy, về đây anh vẫn có quà cho em. Cái gì vậy? Đây, 30 kg cherry hàng cao cấp. Trời ơi, dân Việt Nam mà được 30 kg cherry là phải hát liền. Cái này mới đúng là anh cho em mùa xuân 30 kg cherry bò trong cái vali. Mày định hát nha, nhức đầu quá. Ủa vậy hả? Bởi vậy em hát karaoke sớm mắt em tắt hoài à. Sao rồi? Dạ? Cái chuyện mà anh nhờ em làm tới đâu rồi? Trời ơi, anh hai đã nhờ rồi là em phải làm chu đáo nha. Ừ. Em định đi ra ngay chỗ mà tìm bạn bốn phương hoặc là làm mai á. À, em đăng ký cho anh nhưng mà em nghỉ rồi. Trước sau cũng đưa tiền cho chúng ăn mà ngày xưa em làm thư ký với chồng em biết tẩy người ta rồi. Ừ. Cho nên thôi em nhận cái việc làm mai này luôn. Người ta đã gọi là trong cái tứ ngu đó. Tứ ngu là cái gì? Ông bà có câu làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu tứ ngu. Làm mai lãnh nợ thì anh biết. Ừ. Nhưng cái gác cu thôi chưa biết. Ông đang nghĩ gì trong đầu ông vậy? Tao đang nghĩ cái mày đang nghĩ đó. Ây bà, gác cu cầm chầu đây là cái con chim cu mái á. Ừ. Hiểu không? Ừ. Người ta mới để người ta lưới lại chứ không phải là cái lồng nha. Ồ. Anh muốn bắt được cái con chim cu đực á, anh phải để nó. Nó có tiếng gáy kỳ lắm, hiểu không? Gái cái sao? Giống mái nó có cái tiếng kêu kỳ, nó cứ cái ghê con... vậy? Ờ, cái con chim cu đực á, nó mới bay tới người ta mới chụp lưới, người ta bắt được con chim cu đực. Ồ. Hiểu không? Người ta gọi là gác cu. Gác cu là mình ngồi im vậy nè, hiểu không? Nhìn con chim nó hoài luôn, không có được đi đâu, không được tắm rửa ăn uống gì trơn á. Cho nên ta gọi là tứ ngu. Nó cũng giống như làm mai vậy đó. Hở làm mai mà được hạnh phúc á, người ta không ai khen hết trơn, mà làm mai mà thất bại một cái có chuyện gì nó lôi mình ra nó chửi, hiểu không? Yên tâm, mày làm kiểu gì cũng được, miễn là có hiệu quả là ok. Hiệu quả chứ, em đã viết rồi, em viết một cái tờ giấy ha, chỉnh chu hết trơn, em sửa từ chữ em mới để lên trên mạng. À. Trời ơi, nó giật sập trang mạng của em luôn. Mày viết cái gì mà dữ vậy? Ừ, em viết phải mình phải giật tít liền. Sao? Em đề vô liền là thanh niên 60 tuổi. Chữ nghĩa bằng sao vậy? Sao vậy? Thanh niên tức là tuổi đôi mươi. Thanh niên gì mà 60 mày? Thì bởi vậy anh phải giật tiếp như vậy đó. Gọi là giật tiếp đó, ở Sài Gòn mình ghi vậy, hiểu không? Là mình phải nói vậy cho người ta sốc, người ta vô người ta coi. 60 tuổi là thanh niên sống lâu năm. Đề ở dưới nè, Việt Kiều Mỹ in đậm. Xong còn đề thêm chữ nữa, chán ăn McDonald's, thèm mắm ruốc Việt Nam.
Là sao? Cái mắm ruốc á, hồi hồi á, chấm xoài mút 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 nè, hết rồi mắm ruốc mà còn miếng xoài đó. Mày nói nghe không có cao cấp gì. Mày phải nói là tìm bạn gái quê nhà. Có rồi, em ghi rồi, mọi giới tính đều được tham dự. Trời ơi, mày nói vậy bóng gió ô mô nó nhào vô là chết cha tao. Đang thời của mấy đứa đó, cứ ghi vậy đi, nó vô nó chửi. Trong lúc nó chửi là có càng nhiều người coi là càng thành công. Mà em có mở ngoặc rồi, phụ nữ từ 13 tới 53. Bỏ đi, dưới 18 tuổi là ở tù đó mày. Anh kiếm bồ chứ đâu phải kiếm vợ lấy liền đâu mà sợ. Anh cứ giật tít là 13 đi chứ 53 đi, hiểu không? Rồi mẹ của những đứa 13 nó vô nó chửi anh. Trong lúc nó chửi tan nát thì mấy bà mà chưa có chồng á, mấy bà mà gọi là mẹ đơn thân đó, single mom đó, phải vô trong lúc bà chửi tan nát thì cũng ít nhất cũng phải có 5-70 bà, hiểu không? Đồng ý làm giấy tờ giả với anh. Nè, mày thêm cho tao cái này. Thêm gì? Ưu tiên cho những cô gái mồ côi, không cha, không mẹ, không anh, không em. Nó nghe nè, sao tự nhiên anh thương trẻ mồ côi đột ngột vậy? Thương mẹ gì? Tao sợ bảo lãnh họ hàng nó qua lắm. Anh sống có đạo đức ghê vậy. Nè, cái tôi thiệt tình tao nói mày á, tao về đây lần này á là tao không có nhắm kiếm vợ hay là bạn gái. Biết rồi. Tao chỉ nhắm kiếm tiền thôi. Biết rồi. Mày kiếm đại mà con mẹ đại gia nào sồn sồn đó, chịu khó chi tiền cho tao làm giấy tờ giả đưa qua Mỹ. Ý ghê quá à. Anh giống như bán thân vậy. Trời ơi, bán thân thì được giá tao mới bán cho mày. Thân tao như vậy đâu có tính giá bèo được. Trời ơi, thân anh bộ ngon. Ê, anh. Gì? Anh yên tâm đi. Nói gì nói chứ hôm qua tới giờ em kiếm được cho anh hai người. Hai người rồi. Dạ, hẹn hôm nay tới đây. Mà em chỉ hỏi anh lý do nè, tại sao nhà cửa em, gái anh, gái ruột đây, sao em không, anh không ở với em, anh ra khách sạn ở làm gì? Chồng mày đâu có ưa tao. Làm gì không ưa anh? Hồi xưa nó ưa chứ bây giờ nó thù tao suốt đời. Mắc gì thù? Tại tao xuống nó lấy mày đó. Mắc gì rồi lấy tôi rồi nó thù anh. Lấy tôi hiền lành dễ thương vậy, mắc gì thù tôi? Mắc cười quá đá không liên về không biết tôi. Thôi mày ơi, tao giỡn thôi, mày làm gì dữ vậy? Tại vì sức khỏe tao lúc này xuống lắm, phải không? Đêm tao ngủ không được, thức dậy hoài à. Mà sao ở nhà tụi bay vậy đó, tao lục đục nửa đêm, tao sợ tụi bay ngủ không được. Anh bị cái gì? Tao không biết nữa, mà lúc này sao mấy tháng nay tao đau lưng quá trời luôn. Đau cuộc sống hả? Không biết, nè, cho mày coi. Cái gì đâu, dở coi coi. Trời ơi, sao lông bát mày dán 6 miếng luôn hả? Trời ơi, có dán xuống đít luôn không? Mày ơi, nhỏ này vô duyên. Anh em với nhau mà nhỏ tôi với anh cũng tắm chung mà, nó nghe đã anh hai. Sao anh bệnh nặng dữ vậy? Cái lứa tuổi của anh bây giờ mà dính đến cột sống á, mà cái mặt của anh mà giờ ngồi xe lăn là về Việt Nam chỉ có bán vé số à. Thấy thương quá à. Anh ơi, anh bị vậy rồi nó có bị đau xuống xương cụt luôn không? Xương cụt là xương gì? Cái xương cuối cùng của cái con người đó, mà nếu như loài chó là nó mọc cái đuôi đó. Tao tát mày chết rồi mày. Sao vậy? Mày coi tao như chó. Trời ơi, năm nay năm tốt mà, phải dí với chó chứ, còn mình là cái xương cụt á. Anh ngồi có bị đau, có dán đó không? Có, tao dán tuốt cái này lận. Dán vậy con nào ăn mà không ải rồi dán vậy đi được không? Sao mày hiểu chuyện hả mày? Không phải, em sợ hư toilet lát ngồi nhớ lột ra ha. Con nhỏ này hà tiễn gì hà tiễn kỳ cục. Trời ơi, bây giờ bệnh mà bệnh gì kỳ cục chứ bệnh mà. Tao nói cho mày nghe, tao bây giờ trên 50 rồi, phải scan đủ thứ. Nào là CT scan rồi MRI. Phải chạy qua một cái máy ha, mà từ đầu tới chân là nó biết mình bệnh gì hết. Nhưng mà ngắt cái bên Mỹ bây giờ nó khó khăn lắm. Bảo hiểm á thì phải chờ, hẹn lâu lắm. Mà tiền mặt thì tao không có đủ. Anh khám bên Mỹ làm chi? Sao? Trời ơi, bây giờ ai người, mấy người mà có tiền á, Việt Kiều rồi gì người ta về Việt Nam mình nghe Bình Tân nè, có cái bệnh viện lớn xịn lắm. Bệnh viện Bình Tân lớn lắm hả? Bệnh viện gì? Bệnh viện CI hết. Nghe tên thấy ghê vậy mày. CI có nghĩa là chữa bệnh sẽ hết đó. Đây nè, hôm bữa vợ chồng em mới kéo khám nè. CI. Trời hết. Ơi bà ơi, CIH có nghĩa là City International Hospital. Thấy chưa? Mày đọc cái gì xe hết vậy? Ai biết? Thì quốc tế City. Trời ơi, tôi đâu có biết anh văn đâu. Tôi thấy chữ cờ nè, chữ Y nè, chữ H nè. Tôi đọc là CI hết, chữa sẽ hết đó. Hay lắm cái bệnh viện này. Đồ ơi, đồ xịn, có máy móc của Singapore, Nhật Bản. Đó, mà quan trọng là nó tọa lạc ngay Bình Tân luôn. Nè 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 nè. Hả?
Bệnh viện Quốc tế City này, tọa lạc tại khu y tế kỹ thuật cao, đúng rồi, Hoa Lâm, Sài Gòn, Việt Nam. Với phương châm nè. Phương châm gì? Tất cả vì người bệnh. Đó. Nói nghe nè, bữa vợ chồng con cái em vô, chồng xếp hàng chụp toàn thây hết rồi. Cái gì? Chụp toàn thân gì vậy? Toàn thây mày nói thế ghê. Tại cái này nó toàn thân là chứ chụp hình bình thường, còn này nó scan đâu trong người mình luôn. Vậy hả? Bệnh gì là lòi ra hết, máy móc hiện đại như là bên nước Mỹ của anh đó. Vậy hả? Ngon. Ê, hả? Cái gia đình mày đi chụp chắc đỡ tốn tiền lắm á. Sao vậy? Bị vợ chồng mày mỗi đứa có thước mốt mà nằm chồng lên nhau chụp một lúc. Được chụp không? Hai ba lần. Tụi lao cho nội, chụp xỉn lắm. Người chụp 8, 5 tấm ở trên lầu rồi gia đình em trong sạch. Kể như không ai có bị bệnh gì hết trơn, ngon lắm. Em dẫn anh hai tới đó, chỗ đó giờ ngon lắm. Thôi nổi được. Tiếng. Nhưng mà tao hỏi nè. Gì? Cái bệnh viện này có chắc không? Chắc. Cái này á là tôi nói chắc hoài là nó nghe nó là chắc. Singapore và Nhật Bản. Cái gì? Chắc chứ sao không chắc? Ai đó? Đấy là một cái bệnh viện rất là chu đáo, an toàn. Vì vừa rồi tôi có qua đấy, tôi kiểm tra ung thư vú rất là tốt. Chào chị. Ừ. Chào chị. Dạ. Xin lỗi chị, có phải là chị Phượng không? Dạ em là Phượng á chị. Ồ, chị Phượng đây à. Dạ. À, hôm qua tôi có nói chuyện với chị đấy, chị có nhớ không? Dạ có. Chị là... À, xin giới thiệu với chị. Dạ. Tôi là Bạch Tuyết. À, Bạch Tuyết. Ừ. Bảy chú lùn đâu? Anh này, nói vậy người ta phụ nữ nói vậy người ta buồn kỳ cục quá. Bà lùn vậy đâu cần chú lùn chi nữa. Trời ơi. Cái gì mà mới vừa vào bị dập tưng vậy? Chị, quá tươi về đi. Công nhận chị Bạch Tuyết đúng giờ dễ sợ luôn á. Thì đúng rồi, tôi là dân business mà. Dạ. Làm cái gì cũng phải đúng giờ. Tôi làm ăn đối tác với người nước ngoài nên giờ giấc rất là chính xác. Ủa chị làm gì với người nước ngoài vậy chị? Tôi buôn bán cháo lòng. Ủa sao cháo lòng mắc mớ người nước ngoài? Thực ra là cái Zetto răng nhà tôi đấy, nó có nhiều món ăn, nhưng mà cái món chủ đạo của chúng tôi đấy là món cháo lòng. Mà khách phục vụ của chúng tôi đấy là du khách nước ngoài. Mà người nước ngoài thì họ đâu có biết thưởng thức ẩm thực Việt Nam đâu. Ngon hay dở họ cứ hút cái giọt thế là xong. À. Chúng tôi giàu nhanh chóng nhờ vì đấy. Cô nói đúng đó. Ngay cả những đề nhan sắc của phụ nữ Việt Nam họ không có biết phân biệt ai xấu ai đẹp hết trơn. Tôi có cái ông bạn người Mỹ nha, ông có bà vợ nhìn thấy ớn vậy đó mà đi ra đường có nói oh you are so beautiful. Dạ đúng rồi, đàn ông nước ngoài là khen vợ luôn mỏ mà nó bỏ liền tay, bỏ bữa nào không hay. Còn đàn ông Việt Nam mình cả đời không bao giờ thấy khen mà cả đời không bao giờ dám bỏ. Ê, mày lấy Mỹ nào mày biết hay vậy? Có, em nghiên cứu vậy thôi. Tại biết đàn ông Việt Nam chung thủy lắm. Nói chung là sợ bỏ chia gia tài đấy mà. Thế nãy giờ nói chuyện với chị Phượng đây tôi biết rồi. Nhưng mà tôi xin lỗi, người đàn ông cứ đâm ngang đâm dọc này là ai đây? Xin hân hạnh giới thiệu với cô, tôi là Đinh Tài Phùng, Việt Kiều Mỹ. Đinh Tài Phùng nghe tưởng là Việt Kiều Đài Loan chứ. Dạ, Việt Kiều Mỹ chị, dạ mời chị ngồi. Dạ, dạ cái tên thôi chị. Em trân trọng giới thiệu với chị, đây là anh hai của em, Việt Kiều Mỹ. Anh hai của cô ạ? Dạ. Mới nghe qua tôi cứ tưởng là, tôi tưởng là bố cô đấy chứ. Già quá. Dạ. Bố em mà sắp sửa làm chồng tương lai của chị á. À, thực chất ra thì tôi cũng biết rồi. Dạ. Hôm qua tôi có lướt trên Facebook của cô thì có biết là giới thiệu ông anh đây là Việt Kiều Mỹ, đã chán ăn mặc Donald, muốn tìm bạn gái Việt Nam ở quê nhà. Xin giới thiệu với ông anh, em là gái đẹp Việt Nam quê nhà, đã chán ăn cà pháo mắm tôm và muốn lấy chồng Mỹ. Chúng mình đẹp đôi quá. Trời ơi chị, dạ anh hai em cũng gian dở mấy lần rồi, giờ ổng sợ phụ nữ lắm rồi chị. Thực ra thì tôi cũng dở dang mấy lần rồi, tôi cũng chán đàn ông lắm rồi. Tôi chán lắm. Nhưng mà tôi thấy đàn ông mà tôi cứ như sắp sát lên, đấy là cái bản chất của tôi thôi. À bản tính chị hả? Chứ thực ra tôi cũng không thích gì lắm, vì tôi tắt lửa lòng lâu rồi. Mà nếu sau này tôi có thích đàn ông á, thì cái gu của tôi phải là một kết trẻ. Đấy như anh chàng đang ngồi dưới hàng thứ hai kia kìa. Ôi giời ơi, đô con bụng sáu cục vạm vỡ. Thích quá. Đấy, mặc qua lớp áo vét thì mày nhìn vẫn còn gợi cảm thế đấy. Cứ như xin lỗi ông anh, cỡ ông anh đây á, hết đát rồi. Trời, vậy anh của tôi cũng của không có nhu cầu, cho nên là giờ mình chỉ cần làm giấy tờ và để bảo lãnh đi qua nước ngoài chị. Tôi biết mà, hôm nay mình đến đây là để mình nói tiền chứ đâu phải nói tình đâu. Dạ đúng rồi. Cô đúng là thông minh. Dạ, anh em tôi đã bàn bạc rồi, số tiền là 60.000 đô Mỹ. Cái gì? 60.000 đô la Mỹ? 60.000. Tôi là dân business thì tôi cũng không có so đo buôn bán gì.
Nhưng mà cái nào nó phải ra cái đấy. Thời buổi bây giờ nước Mỹ đâu phải là thiên đường nữa đâu mà lấy 60.000 đô la. Bây giờ từ ngày ông Donald Trump lên làm tổng thống đến giờ, người Mỹ người ta ùn ùn, người ta kéo qua Canada, người ta sống với ông Ngạn hết rồi. 60.000 đô la là hơi phi lý đấy. Cô à, cô thấy vậy thì không có mắc đâu. Tôi đưa cô qua Mỹ là chỉ làm đầu cầu thôi. Mai mốt cô vô quốc tịch, cô sẽ đưa cả dòng cả họ cô mấy chục người qua. 60 ngàn đâu có mắc cô. Thì đúng rồi, nó không đắt. Nhưng mà tôi thì không muốn mang tiếng là bị lừa. Cái đời của tôi chỉ lừa người ta thôi, chứ không ai được lừa tôi nhé. Đấy, thường á, tôi biết là cái giá mà làm mà hôn thú đi Mỹ là 50.000 đô la thôi. Mà có nhiều người may mắn chỉ tốn có 20.000 đô la thôi đấy. Vậy? 20.000 đô la? Ừ. 20 ngàn chắc đi qua Bắc Hàn á. Qua Bắc Hàn bà ôm bom nguyên tử hả bà hả? Trời, ôm bom lên lấy cho banh xác à trời. Vậy thôi, nếu chị cảm thấy 20 ngàn chị kiếm người khác làm đi, chứ anh em tụi tôi là coi cancel chị nha. Để tôi gọi điện cho người khác. Phượng, Phượng, từ từ bình tĩnh, từ từ khoai từ nó mới nhừ. Chuyện đâu còn có đó. À, bây giờ tôi chắc giá như này nhá. 50.000 đô la. Cô cứ làm tốt hết mọi việc cho tôi đi, tôi sẽ cho cô 30 triệu. Ủa sao có 30 triệu vậy? Thì lý ra là tôi bo cho cô nhiều đấy, nhưng mà tại vì lúc nãy vào đây ấy, cô bảo là tôi lùn quá, bảy chú lùn cần gì nữa. Thế tôi giận quá. Nhưng mà nói gì nói cho cái số tiền mà để phải trả cho cô đấy là cái người này chứ không phải là tôi nhá. Nhưng mà cô, tôi để em lo cho chị chu đáo cho mà. Thì biết rồi, cô chu đáo nha. Rồi tôi sẽ trả cho cô rất là đàng hoàng nhé. Cô này đúng là một doanh nhân kinh nghiệm, quyết định mau lẹ quá. Vậy là anh đồng ý là em nhất trí nha. Anh đồng ý. Dạ, vậy là giá 50 hả chị? Thì bây giờ đồng ý rồi. Coi như là mai mốt tôi sẽ đưa tiền cho ông anh. Dạ. Chúng mình phải làm một cái bản hợp đồng hôn thú giả với nhau. Để khi mà qua Mỹ mình minh bạch, nhưng mà mình phải set up một tí. Là mình á, tôi về nhà ông, tôi ở chung với ông, để cho cơ quan di trú Mỹ nó khỏi nghi ngờ đấy mà. Dạ, những điều mà em muốn nói là chị nói rồi đó, chính xác đó chị. Quan trọng lắm. Nếu như mà người ta không có tin ha, là người đầu tiên bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ là chị, còn anh của tôi là đi tù. Cái điều đấy tôi không lo bằng cái điều khác. Điều gì nữa? Cái điều tôi lo là tôi về tôi sống chung với ông này một thời gian này. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một thời gian ông nhìn cái sự hấp dẫn của tôi, rồi ông mê tôi, rồi mình lại làm vợ chồng thật. Khi đấy ông phải lôn là 50 nghìn ông trả tôi đấy. Chị ơi chị tự tin về nhan sắc của chị quá à. Nhưng mà tôi tin anh tôi mê 50 ngàn hơn mê chị. Em tôi nói đúng đó chị. Bà lo xa quá. Tôi chỉ sợ là bà ở bên cạnh tôi đó, lâu ngày rồi bà cầm lòng không đặng. À. Bà mê tôi thì tội nghiệp cho bà lắm. Trời ơi. Thôi rồi bà không ăn rồi. Bây giờ xu thế người ta là ta mê kép nhí, kép trẻ. Tài tử Mỹ, ca sĩ là đều là lấy chồng trẻ. Đấy bà thấy không? Cái bà mà vợ ông tổng thống Pháp đấy, bà hơn chồng bà 24 tuổi. Trời ơi, làm sao mà lấy ông này được? Ông này là già khú, già xa khắm hết đát rồi. Dạ, vậy thôi em cũng mừng là anh chị không có yêu nhau. Mình cứ vì tiền mà làm thôi ha. Dạ, cho nên á là quan trọng như vậy nè. Hai người phải làm sao mà y như vợ chồng thiệt. Ha, phải diễn sao mà cho hay. Mà cái người mà đi phỏng vấn á, ha, cái vị hôn thê mà đi phỏng vấn mà có bầu là đậu liền. Đó, anh của em á là Đinh Tài Phùng mà, Đinh còn ngon lành lắm. Nhìn cái tướng ổng là biết có con. Quan trọng là chị nè, còn trứng để đẻ không? Trứng tôi lạch anh hết rồi. Còn gì nữa đâu? 60 và đẻ đâu có được nữa anh. Phượng, dẹp cái vụ đó đi. Sao vậy? Tuổi này tao đâu có bế con nít nổi nữa. Sao nói? Bỏ đi. Anh, sao nói anh muốn có đứa con nói giỏi tông đường? Anh nói là phải kiếm một thằng nói Đinh Tài Phùng để có một đứa con đặt là Đinh Tài Sửu. Thôi thôi thôi, này. Không có tài xỉu, tài chi gì hết. Tôi không muốn đẻ. Đẻ nó hư cái body của tôi. Trời ơi. Trời ơi, chị ơi, chị đứng còn không dẫn nữa. Cái body của chị như vậy là nó nát rồi chứ nó hư gì nữa. Ngồi xuống đi chị. Nhà cả nó phải lấy cái sáng chứ làm sao. Lấy cái phần này vô. Bây giờ em sẽ lo cho chị cho nha. Hai người là phải coi nhau như là vợ chồng thiệt á. Dẫn nhau đi Đà Lạt, Vũng Tàu, Mũi Né. Đi tới đâu là phải chụp hình tới đó. Ừ, thì chụp hình thì kêu thợ chụp hình. Tốn tiền chi chị dâu. Đừng có kêu thợ chụp hình. Mua hai cái vé cho hai vợ chồng em đi theo chụp cho. Trời ơi, cái gì vậy trời? Bảo là tốn tiền ông chụp hình, kêu hai vợ chồng chị tốn gấp đôi à? Trời ơi, nhưng mà tụi em là gia đình, có chuyện gì giả mạo tụi em đâu có xì ra ngoài. Hiểu không? Rồi hai vợ chồng đi đâu có được. Buồn lắm, không khí nó không giống gia đình. Mướn ba đứa con em đi theo, mua thêm ba cái vé nữa. Nó chạy tung tăng xung quanh. Trời ơi, chụp hình lên là người ta tin liền. Trời,
đến 5 người luôn. Dạ. Mà thôi được rồi, vì cái thẻ xanh tôi làm hết. Mà nhưng quan trọng miễn là được rồi. Miễn là chị ăn ở nhà hàng nào, chị ở cái nhà hàng nào là em phải ở đó đó. Nữa hả? Dạ, ăn gì em ăn. À, bà Tuyết à, mọi cái chi phí đó là bà phải trả hết đó nha. Chứ tôi không có trả. Anh ơi, chỉ lo vé máy bay rồi. Thì thôi anh trả tiền ăn đi. Mày không có hiểu gì hết. Khi một người đàn ông đi với một người đàn bà ăn chung với nhau, nếu người đàn ông trả tiền thì ai cũng biết đó chính là tình nhân. Mà khi người đàn bà trả tiền thì người ta cũng biết đó là vợ chồng. Hiểu chưa? Wow. Chị vậy thôi, vì cái thẻ xanh nha chị trả tiền luôn nha. Tôi biết, tôi trả luôn. Dạ. Tôi lo. Nhưng luôn bây giờ tập đi, hai người tập với vợ chồng đi. Tập cái gì? Sao ngồi xa lánh, ngồi sát vô nhau coi. Lỡ người ta tới đó, người ta phỏng vấn là hai người với ngồi sát vô coi, ngồi giống vợ chồng coi. Trời, đây dạ vợ chồng của anh chị hai em. Ngồi như ông địa ông thần tài vậy trời. Chứ sao? Trời ơi, ngồi không có lãng mạn gì hết trơn. Vợ chồng gì kỳ quá à. Nắm tay nhau coi. Ba má cộng lại trên 100 tuổi rồi. Không phải tuổi teen đâu mà làm gì cái ghê vậy. Mà em yêu kiều, cầu chị đi làm nail đi nha. Móng dây tàn là tiết canh không vậy? Thì có gì đâu, mới nay tao vừa thọc heo giết lấy lợn xong rồi đấy, mấy móng nó dơ đấy. Chị ơi, chị làm ơn tới D&D gel á, người ta bán nó xương đẹp lắm. Trời ơi, bộ móng tay thấy ghê quá nè, bây giờ nè. Quay qua nhìn nhau âu yếm, mắt chớp chớp long lanh, giống như là muốn lấy nhau vậy đó. Mỏ cong lên để hung để người ta chụp hình. Nghe, em làm mặt nhạc lãng mạn cho nè. 2, 3, vô. Tè 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 tè. Tè 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 tè. Tè. Bỏ nhạc đi mày. Sao vậy? Cái nhạc gì mà hung mà tè 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 tè. Đúng rồi. Mày cứ tè 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 tè. Ông già từng này tuổi rồi, ông tè ra quần là hết hôn luôn á. Xanh đó. Này, bây giờ làm cái gì thì làm. Hôn hít ấy, thì phải dặn trước, để trước khi hôn tôi còn đi mua thuốc nữa. Thuốc gì? Thuốc chống ói. Ôi, nghĩ sao tuổi này tôi đi hôn với ông già như thế, chán chết luôn. Có mua nhiều nhiều một chút. Ừ. Chia cho tôi phần nữa. Nữa hả? Mua dư cho em luôn nha, em thấy hai người hôn em mới ói nè. Bây giờ quan trọng là phải tập nhau như vợ chồng. Hôn chưa có được, hai người mà cứng nhắc như vậy á, là phải vô phòng the, nằm lõa thể ra selfie. Trời ơi. Trời. Cái gì ghê vậy mày? Lõa thể nữa hả? Nằm xuống coi, vô phòng nằm, gì nằm cái ghế ấy. Nằm sát với nhau nè, nằm với nhau. Nằm, rồi lõa thể ra, rồi giả bộ selfie nhưng mà thật ra là em chụp hình. Cho sở di chú tao thấy, lõa thể ra lõa lồ, mặc áo yếm khiêu gợi lên coi. Rồi, rắc. Đẹp quá. Trời ơi trời. Cuộc đời của tôi quả báo nhãn tiền nó đến nhanh quá. Cả đời giết heo, bây giờ cuối đời ngủ nguyên con heo nọc luôn. Trời ơi, cái mặt như cái thau vậy đấy ông nội. Trời, heo gì còn có nốt ruồi như con ve chó vậy cha. Nhìn không có gợi cảm tí nào hết. Phượng ơi. Dạ, em đây chị. Cứu chị với Phượng ơi. Làm gì chị? Đó, chị lên Phượng ơi. Chưa có mừng ăn mừng uống gì sao mà bại liệt vậy? Trời ơi, nhìn ông tao tụt lửa không lên được luôn. Trời ơi, chết mất. Ôi, em ơi. Dạ. Trời ơi, bây giờ thì chuyện đã đành rồi, phải bằng mọi cách để mà lấy cái thẻ xanh đi Mỹ thôi. Chị về chị lo nhà hàng, nó quản lý cái nhà hàng cho chị. Chị lấy tiền qua chị đưa cho em. Dạ. Rồi em lo lắng cho chị. Dạ, dạ. Mà chị với chồng chị đi qua Mỹ nha. Trời ơi. Chị ơi, chưa làm gì mà cho xin sụm bại quá vậy chị. Quả báo nhãn tiền nó đến nhanh quá. Giết heo chị cho lắm, bây giờ ngủ nguyên với con heo già. Trời ơi, tôi khủng khiếp quá. Trời ơi, có ai cứu tôi không? Trời ơi, quả báo đến rồi. Ôi. Gì nữa? Ôi. Đỡ anh hai vậy. Chưa có làm gì mà sao mỗi người làm thấy ghê quá vậy? Hồi nãy ba đè tao một cái rắc, đau lưng. Nè. Dạ. Mày cõi được hai người đúng không? Dạ. Bây giờ có bà. Kệ, bà này bà hôi heo một chút nhưng mà bà có tiền. Đúng rồi. Bà nói tao hành nọc chứ bà là heo nái đó. Mày cancel cái bà thứ hai cho tao. Dạ. Chứ bà thứ hai tới là heo rừng nó đập chết cha tao luôn. Cancel nha. Cancel. Rồi. Dạ. Dạ em chào chị. Dạ chào em. Dạ chị có phải chị Phượng không? Dạ Phượng đây. Dạ. Em là? Dạ em là Phan Kim Liên đây. Phan Kim Liên. Dạ. Võ Tòng đâu em? Dạ Tòng nào chị? Tưởng Phan Kim Liên trong Võ Tòng sát tẩu.
À, dạ đúng rồi. Tại vì hồi đó ba em ổng mê truyện Thủy Hử lắm, nên sanh em ra ổng đặt là Phan Kim Liên. Tên giống, mà người không có giống đâu chị. Không có giống, đẹp quá à. Dạ, em cảm ơn chị. À, chị ơi, chị dạ. Hôm qua chị có nói là chị giới thiệu cho em ông Việt Kiều đưa em qua Mỹ. Dạ. Hôm nay chị cho em gặp ổng được không chị? À, ông Việt Kiều đâu, ông không có về em ơi. Bậy. Cái gì vậy? Tao bẻ xương tao lại. Em, anh là Việt Kiều Mỹ, Đinh Tài Phùng đây. Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc anh giấu yêu. Em làm cái gì vậy? Ông làm quá, ông nhép cái giọng bằng Kiều nha, không phải giọng của ông nha. Ông xạo nha. Em bị giật mấy cái vỏ, em thấy ai nhào tới em thủ dữ lắm. Ở đây á, ở Việt Nam đó, sắp sáp vô ta tưởng giật vỏ. Chị xin lỗi nha, tại ông anh chị không biết. Chị để cái vỏ anh bàn giùm em nha. Dạ, em trời ơi, bé dễ thương, bộ em mới đi làm về sao bận cao dài đẹp vậy em? Dạ không có, em từ nhà đến đây đó chị. Dạ. À, bị trên Facebook chị có ghi là ông Việt Kiều đã chán ăn McDonald's, muốn tìm bạn gái ở quê nhà, nên hôm nay em bận áo dài đặng để đem cho ảnh nét đẹp quê nhà. Trời ơi, con này bình thường tôi chết liền nha. Không sao, đúng là hợp ý anh. Hôm nay em tới đây đúng là em cho anh mùa xuân nụ hoa vàng mới nở, siêu đồng nào nhung nhớ. Sao ta? Ê gái hả, cô khô à, xong ca hả, xong ca hả năm. Nhưng mà em thấy anh á, anh ơi, ở ngoài anh trẻ. Ờ. Mà sao trên Facebook ghi anh 60 tuổi? Anh trẻ là nhờ anh dùng Tubi Skincare. Hèn gì, chứ em thấy anh chừng ngoài 30 thôi à. Xạo quá bình ơi. Anh hai tôi 60 mà bà nói 30, chẳng lẽ tôi mới 13? Dạ đâu có, em nhìn chị chắc khoảng 53. Trời ơi, tôi đánh kem trộn dữ lắm mà sao nó nói tôi kỳ. Nhưng mà em nói thiệt, nè chị nhìn nè, mặt ảnh hơi xệ. Nhưng mà nếu mà chích Botox chỗ này một chút, filler chỗ này một cục, thì ảnh sẽ trẻ lại như trai 20 thôi. 20, 30 thì cũng xong hết rồi em ơi. Hả? Cái gì? Xong hết rồi hả anh? Anh có mối rồi hả? Đó. Vậy là em vẫn mãi là người đến sau. Không, người ta tới trước, nhưng gặp anh là chỉ nói chuyện mua bán, làm giấy tờ giả để đi qua Mỹ thôi. Còn em tuy đến sau, nhưng em đối với anh mới chính là nơi tình yêu bắt đầu. Hả? À. Tao quen nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm, đêm có hai. Mày tát tao lại cho mày. Lai show hả? Bằng Kiều Minh Tuyết hả? Bạch Tuyết có 50 ngàn, Minh Tuyết không có đồng nào. Tao chưa nhận đồng nào của con mẹ nó hết. Bạch Tuyết. Dạ quá mừng. Em. Dạ. Cả cuộc đời anh bị đàn bà phản bội, hôm nay mới gặp người trong mộng, Phan Kim Liên. Anh là Tây Môn Khánh đây. Bà nội già đó, nó mê gái quên tên luôn trời. À không, ông tên Tây Môn Khánh rồi nào. À, là lộn, anh là Đinh Tài Phùng đây. Như vậy là duyên phận đã đưa đẩy cho Phùng được gặp Liên. Là cái gì? Dạ, Liên được gặp Phùng. Trời ơi, con này nó tỉnh ghê vậy trời. Nếu em được làm vợ anh, em nguyện sẽ ở bên anh suốt đời. À đây. Cái gì? Trời ơi, nó trẻ, nó đẹp như vậy. Cái tướng của ông đi còn không nổi. Cỡ nó, ông rước về, ông mới mở ra coi hình là ông đột quỵ rồi ba. Trời ơi, nghe lời em đi. Nó qua tới Mỹ, nó lấy được cái thẻ xanh. Nó mà không bỏ anh, em làm con anh. Không. Hả? Em không sống bạc bẽo như vậy đâu. Nghe chưa? Mày lộn rồi. Em sẽ ở với anh cho tới khi nào anh chết. Đó. Ngày mai mới lấy người khác. Gì? Đó. Không có đó gì trơn á. Thà một chút quy hoạch được chợt tắt. Mày gọi phone này cancel con mẹ Bạch Tuyết ở chỗ lùng cho ta. Tao kẹo thiệt, nhưng mất 50 ngàn tao không tiếc. Cái gì? 50 ngàn? Ừ. 100 ngàn lần em. 50 ngàn? À. Vì em mà anh mất 50 ngàn. Uh-huh. Em áy náy quá. Cái gì?
Mày nhìn cái gì? Cái gì? Mặt nhỏ này nó bệnh bệnh sao? Em lại anh. Mật ngọt chết rồi. Đừng có nghe lời nó. Kệ ta. Anh ta. Ơi, mà anh không phải ruồi thường đâu, anh là ruồi trâu đó anh. Kệ, ruồi trâu hay ruồi gì cũng được. Miễn là chết trong khuôn mặt là tao hạnh phúc rồi. Anh em, ơi, anh ơi. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng. Anh sẽ đưa em đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Mũi Né. Chúng ta sẽ đi ăn, đi chơi. Và chúng ta sẽ chụp hình. Đi tới đâu chúng ta cũng giữ biên nhận, biên lai. Like, để mai mốt đi phỏng vấn chúng ta có bằng chứng. Dạ, nhưng mà em nói thiệt, em có tiền. Đừng có lo, tiền anh lo hết. Qua Mỹ, em sẽ có nhà ở, có biệt thự, có Mercedes lái, có du thuyền đi tắm biển. Cái này nghe nè, đây mượn chút xíu. Không có đầy đàng hoàng. Hồi nãy từ Mỹ về Việt Nam có ghé ngang Bắc Hàn không ba? Sao vậy? Có mua trái bom nào không mà nổ dữ vậy ông nội? Ông đang ăn que phê, mắc tiền đâu mà ông mua xe hơi cho nó. Tao nói cho mày biết, một thằng đàn ông lần đầu tiên gặp cô gái đẹp, thằng nào cũng nổ hết. Chồng mày hồi xưa cũng vậy, gặp mày nó nổ như pháo Tết nó lấy mày đó. Không nó... Nữa hả? Chị hiểu lầm ý em rồi. Đó, mày cứ hiểu lầm người ta không à. Sao em? Dạ. Anh ơi. Sao? Em không cần nhà cao. Dạ. Cửa rộng. Trời ơi. Em chỉ cần một túp lều hạnh phúc. Đã là đủ rồi, rồi. Ổn không em? Em không cần cửa. Mà em đá vô cái cửa của anh rồi. Dạ, anh có sao không anh? Anh chịu được mà. Xót ruột quá. Em nói em muốn lều phải không? Em muốn mấy cái? Anh có sẵn. Hôm đầy bô bán đầy. Dạ. Nè, bây giờ về khách sạn với anh. Mình bắt đầu hôm đi mua dài hạn. Đi liền em. Anh ơi, thôi mình ghé nhà em đi. À cũng được, đỡ tốn tiền. Dạ đâu có. Em lấy ít đồ đạc đi với anh chứ. Tánh anh đơn giản lắm. Ngủ với anh khổ cần mặc đồ. Khóc gì? Cảm động quá hả? Dạ không có. Tự nhiên cái em gặp anh á. Em nhớ ba em quá. Trời đất ơi. Có duyên quá. Nó đưa anh lên cái vàng thờ luôn rồi đó. Em à. Thôi bây giờ em nè, anh nói nghe nè. Mình muốn được phỏng vấn á. Dạ. Nếu mà vô đó mà hôn thê có bầu là Mỹ sẽ dễ dàng chấp nhận tôi đi lắm. Thấy chưa? Anh ơi, dễ dàng lắm. Anh làm không nổi nữa đâu. Đinh anh giờ đinh cùi rồi. Nó mới quất một cái ổng chừng gãy cái đinh rồi đó. Mày im đi. Em lại anh hai ơi, 50.000 đi. Mày, đúng rồi đó. Em làm ăn gì được đâu, đinh tài phồn. Anh ước ao của một thằng con trai để mà nối dõi cái dòng đinh của anh. Dạ. Anh sẽ đặt tên nó là Đinh Tài Xỉu. Anh ơi, anh là đinh xét rồi, em nghe. Mày im đi mày. Chọt chọt quá. Em sao? Dạ, anh đã cứu vớt cuộc đời của em. Thì anh muốn sao cũng được hết. Nhưng mà em hy vọng là con em nó giống em, chứ đừng giống anh. Trời ơi, con này nó có duyên ghê trời. Phượng, qua đây chị hai biểu. Qua đi. Giờ cái gì? Thời xuống cản ông nội. Đứng nói chuyện nó khoanh tay lại. Dạ. Dạ chị hai. Kể từ ngày hôm nay chị là chị dâu của em. Dạ. Dù sao chị cũng cảm ơn em đã bắt nhịp cầu cho chị gặp anh Đinh Tài Phùng. Mai mốt chị qua Mỹ có thèm ăn cherry, phone cho chị một tiếng, chị gửi về cho 3 kg ăn. Trời ơi, từ 30 mà đây còn có 3 kg. Vậy nha cưng. Dạ. Phương. Dạ. Lấy chị cái giỏ. Dạ giỏ nè má. Ơi lên tới má luôn. Anh ơi, thôi mình đi anh. Mình đi đi em. Đi dạ. Đâu vậy? Honeymoon vậy hả? Anh ơi, đi khám bệnh trước rồi đi honeymoon anh. Dẹp mày, honeymoon trước. Anh đi honeymoon xong anh vô nhà hoàng luôn. Chà, mày nói gì vậy hả? Đừng, đi khám bệnh trước đi anh. Alo, dạ, ba hả? Con Phan Kim Liên đây. Dạ, con muốn báo cho ba một tin vui là con đã kiếm được một người chồng lý tưởng. Dạ, ảnh sẽ đưa con qua Mỹ. Dạ, đâu có... Dạ, chắc ảnh lớn hơn ba chừng 10 tuổi à. Trời ơi, sao kỳ vậy? Nãy nói nó không có ba mà. Con cúp máy nha. Có gì mai mốt con qua Mỹ, con có tiền con gửi gì cho ba nha. Dạ. Dạ. Thôi đi, nãy nó nói nó không có ba mà.
Ủa sao em nói em mồ côi từ nhỏ? Ba nuôi của em. Dạ. Em ở với ba nuôi hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh hỏi ba nào? Em có nhiều ba nuôi lắm. Hả? Em có nhiều mấy ba nuôi? Dạ em có 6 ba nuôi lận. Trời ơi, 6 ba con nào nuôi nó cũng ăn hết mà 6 ba ăn lượt chắc chết. Anh là ba thứ 7 đó anh. Tôi tập trích cha mày. Không sao. Hả? Không sao. Ba nuôi thôi mà. Tao cũng thứ dữ mà. Không, nó mới là thứ dữ đó anh. Dẹp mày. Anh ơi, mình đi anh ơi. Đi mình. Hai nghe lời em đi hai. Hai ơi, anh đâu có cái gì đâu hai, ngoài hai trái cherry khô hai ơi. Đập chết cha mày nha mày. Em lại anh mà 50 ngàn thì em có quỷ cái nó làm cái gì. Trời ơi, anh có phải là Đinh Tài Phùng, anh là Đinh Tài Khùng. Trời đất ơi, nguyên một cái dãy nhà trọ mình có biến rồi. Ừ, ra lẹ đi. Ừ. Là trời. Trời đâu hết hồn á. Mới về hả? Sao về tới đây còn gọi anh chi vậy? Ê, ăn xoài không? Tôi có chuẩn bị xoài cho bà nè, bà thích mà. Đem ra đi. Xoài chấm muối tôm. Ngon. Chờ chút nha. À. Rầu quá rầu luôn. Đây. Bây giờ là không biết rồi sao. Xoài tới đây. Thấy chưa? Rất ngon. À, thấy chưa? Lần đầu tiên bà thấy chị cắt xoài thấy ghê không? Cắt xoài như dưa lưới vậy đó. Lặng lẽ ta phải cắt dài. Không, vậy cho bà dễ ăn đó mà. Đây. Đây, để im đó. Ngày hôm nay là tôi phục vụ mà. Quỷ già thiệt á. Nè. À. Cái gì vậy? Ngọt quá. Ngọt mà. Ngọt xuống tới cái bà nhăn mặt mà bà nhéo nước mắt luôn nè. Ngọt quá. Ngon. Miếng nữa. Ngon. Ê. Xoài này á, tôi mua xong rồi về, tôi gọt xong tôi ngâm chút xíu muối. Xong rồi tôi mới ấy ra, bỏ tôi lạnh nó giòn. Ngon không? Cái gì vậy? Không ngon hả? Không phải không ngon, ngon. Tao thấy bà rầu vậy? Cái gì vậy? Nó rầu trong bụng. Rầu trong bụng hả? Tiêu chảy hả? Cái gì tiêu chảy? Chứ sao bà nói bà rầu trong bụng? Nó rầu trong bụng là buồn đó, chứ không phải là đau bụng, hiểu không? Ai làm gì bà buồn? Thôi, đút tôi ăn miếng coi. Đây, đó. Thôi, tôi không thích cắm vậy đâu. Không thích. Bà lấy tay bà đút tôi ăn. Nó tình cảm. Trời ơi, nghe cái mùi tay của tôi ăn mới ngon, đúng không? Đúng rồi, đó. Qua cái cây tre nó mất mùi. Đây, chấm đây, ăn nè. Quỷ già, quỷ à. Đây. Ê, đây, lấy cho tôi đi. Xuất sắc nè. Trời ơi, chút xíu bà cắn cái tay tôi luôn á. Ghê thật á. Ngon lắm. Thơm á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sặc muối, sặc muối. Chặt muối. Không sao đâu. Bà phun cái gì nước miếng vô mặt tôi còn được mà. Mất vệ sinh ra. Sao mà nói nghe nè. Chuyện gì mà rầu trong bụng nói tôi nghe coi. Thì đây tính giải quyết ba cái vụ này nè. Chuyện cái gì? Trời ơi. Có ho hoài trời. Muối. Bình tĩnh. Nè. Sặc quá rồi, sặc luôn á. Không sao đâu. Ừ. Bà lo chuyện gì? Vụ hai vạch này nè. Hai vạch gì?
Này đồ test Covid nè. Hai vạch. Này của ai à? Trời đất ơi, tôi cầm mà đương nhiên là của tôi rồi. Trách nhiệm thuộc về tôi. Trời ơi. Gì? Sao bà vô ý thức vậy? Vô ý thức gì trời? Hồi nãy giờ bà về ăn à? Mời ăn, bà cũng nhào vô bà ăn khí thế. Bà đút cho tôi ăn, tôi đút cho bà ăn à. Bà phun nước miếng vô mặt tôi. Trời ơi, bà kinh khủng khiếp quá. Ủa? Tôi sợ bà rồi, tôi sợ bà rồi. Ủa làm gì sợ? Bà đừng đứng gần tôi nha. Bà đừng tới gần tôi nha. Ê. Hả? Không gì? Có được à. Sao? Nè, tại sao vậy? Hả? Tại sao bà ác với mọi người như vậy? Tại sao bà ác với tôi vậy? Ủa ác cái gì? Có gì đâu mà ác. Bà giác ra. Bây giờ tôi không cho bà gần tôi nữa. Nha. Sao? Tại sao? Tại sao bà bị hại vậy? Hả? Cái này của bà đúng không? Thì nãy tôi nói rồi, hồi nãy tôi cầm là đương nhiên là của tôi rồi, thì trách nhiệm là thuộc về tôi biết mà. Trời ơi, bà nói tại sao bà nói được một cái câu mà nó nhẹ như lông hồng như vậy? Chứ có gì đâu không nhẹ đây nè. Nhẹ hiểu luôn phải không? Nhẹ hiểu rồi phải không? Trời ơi, rồi trời. Bỏ xuống đi. Nhưng mà ông sao vậy, có gì đâu, bình tĩnh đi, không có gì hết trơn á trời á. Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Cái gì? Bây giờ, bà và tôi không còn sự gần gũi nữa. Mà phải giữ khoảng cách đàng hoàng nha. Nếu không tôi sẽ hận bà. Trời đất ơi. Cái này là bà bị đúng không? Bà bị đúng không? Tôi đã nói là cái này hồi nãy tôi cầm. Thì tôi biết là tôi chịu trách nhiệm rồi. Tôi chịu trách nhiệm mà. Tôi biết là tôi chịu trách nhiệm mà. Nhưng mà bình tĩnh đi, có gì đâu. Không có bình tĩnh được. Bà làm như vậy là bà sai. Có gì đâu. Bà hai vạch rồi mà. Bà làm như vậy là bà tầm bậy. Thái... Bà bớt bớt cái miệng bà lại đi. Nha, bà nói to ra, phun ra còn nhiều hơn. Phun cái gì, bây giờ sợ cái gì, tôi nói thiệt với ông mà sáng giờ tôi đi chợ cả sớm, cả nguyên cái nhà trọ tôi tiếp xúc hết rồi, đâu ai sợ đâu. Trời ơi, bà nói vậy mà bà nói được hả? Ý thức cộng đồng của bà đâu? Ôi em thách thao đồ bước ra ngoài ngoài hiên. Ô, trông từ xa thấy ô như hai người quen. Anh, đứng lại đây này, ê, đứng lại đây. Dạ. Đem đồ vô trong nhà. Dạ. Không có giặt vũ gì ở đây hết. Đem vô nhà đi. Trời ơi, giấc đêm này giặt đồ mới là sướng chứ. Giấc đêm về nè, là ngay khu sớm mình là nước nó mạnh nè. Rồi nó im ắng, giặt đồ nghe xoẹt 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 xoẹt. Trời ơi, nó xả xì chết mà nó thư giãn, thần kinh lắm. Anh có đồ dơ không đi em giặt? Thôi khỏi 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 khỏi, mày đừng đứng gần tao nghe. Thôi, ông không có nhưng mà... Giặt ra. Bà đứng bên đây. Bà không được gần nó. Nè, tao nói mày nghe, mày đem đồ về đi. Một tuần mày giặt một lần cũng được. Anh ơi, sao kỳ vậy? Em nổi tiếng là em là cái máy giặt của sớm. Có như là tối nào em cũng đi giặt đồ. Ai có đồ dơ cứ thảy vô thao. À, tối em giặt rồi em phơi rồi mai em gửi lại cho từng nhà hết. Không có thiếu thốn đồ đạc gì em trả đúng nha. Chị, đồ lớn, đồ nhỏ gì em cũng giặt cho chị hết đúng không? Chị có đồ dơ gì không? Đây. Giặt ra! Tôi đã nói bà giặt ra. Không cho bà gần nó đó. Làm gì tôi không được gần nó. Đi ra. Mày không được gần bà nghe chưa? Anh sao cái này? Trời ơi. Mày làm gì vậy? Em lại nói chuyện mày với anh. Mày giang ra đi. Mày đi về đi. Tao lại mày. Anh ơi, anh sao vậy? Lại mình nói chuyện. Không có nói chuyện được. Tại sao không nói chuyện được? Đứng xa vậy vẫn nói chuyện được. Mắc mới phải lại gần. Thì mình tình cảm anh em ở hàng xóm láng giềng với nhau, mình nói gần với nhau. Em à, giải thích anh nghe cái này. Tao nói không có được mà, đừng có giải thích gì hết. Sao chạy đi đâu cũng dính hết trơn vậy? Tôi bọc đầu anh mà. Anh chạy đâu vậy? Anh nói chuyện rõ ràng đi. Anh làm gì vậy? Tự nhiên anh giận hờn tôi hay là gì? Anh không có giận hờn gì mày hết trơn á. Không có giận hờn gì, để em cho em giải thích chứ. Nãy giờ tự nhiên là nè, không giận hờn em, tiện xa lánh em. Rồi bây giờ suối luôn bà chị tôi xa lánh tôi là sao? À đó, bởi vậy tôi phải giải thích với anh. Anh ơi, đừng có ghen tuông vô cớ như vậy chứ, đúng không? Anh không ghen tuông vô cớ vậy chứ. Nè bây giờ đó. Ôi, đúng không rồi ổng nói chung là... Giang ra ghen 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 không trời, cho ghen, còn ghen, ghen, ghen 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 quá đi mà. Nè em nói thiệt, bây giờ nè em với anh đứng gần nói chuyện hai người đàn ông em... hai người đàn ông đứng gần nói chuyện.
gì vậy? Miệng tôi thối lắm hả? Anh làm cái gì vậy? Hai người đàn ông mình nói chuyện. Mày đứng xa ra cho tao thở đi. Mày đứng gần tao nín thở tao mệt quá. Bây giờ tôi giải thích anh nghe luôn. Giải quyết câu chuyện hai người đàn ông. Bây giờ như vậy. Em nói. Mày đứng lại. Rồi. Tôi sẽ tránh xa anh ra. Tao đã nói không cho mày đứng làm mà. Rồi. Không đứng gần tao đâu. Không chứ. Bây giờ như vậy. Phải giải quyết cái chuyện nhọc nhằn ở ngay sớm này. Để nó nhọc nhằn chuyện tình cảm em khó chịu lắm. Chị. Chị có thương em không? Thương. Vẫn là tình cảm với em chứ? Đương nhiên. Em ôm chị cái. Đừng. Đừng. Trời ơi. Trời ơi là trời ơi. Thấy không? Vẫn không có gì lưu luyến. Chỉ là tình cảm chị em thôi. Trời. Không có gì hết ơi. Gì vậy? Tự nhiên anh đau khổ gì vậy? Anh có thương em không? Anh có thương em không? Đó. Cái này là mày muốn đó nha. Thì muốn chứ. Phải tao. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở xóm làng là mình yêu thương nhau. Mình phải ôm nhau như vậy. Ôm đi. Mình ôm nhau như vậy. Mày muốn đó. Ôm mày ôm đi. Nó gọi là yêu thương nhau chứ. Xóm mình đó là phải là như vậy. Đúng xóm rồi. Nhỏ mà vui. Chị không có sự ngăn cách đâu. Đúng rồi. Lại đây nè. Em nói nha. Hai anh chị nghe. Một cây làm chẳng nên non, nhưng mà ba cây chụm lại sẽ nên hòn núi cao. Ba cây, nhưng mà mỗi cây nó hai vạch màu đỏ thì nó không thành cái núi. Vạch gì? Không có vạch gì ở đây hết đó. Không có hai vạch gì ở đây hết. Ba vạch gì? Ở xóm mình là chan hòa tình thương hết. Không có ngăn cách vạch này vạch nọ. Nhà này nhà nọ nó chan hòa. Xóm nhỏ mà vui. Mình phải yêu thương nhau. Ráng yêu thương nhau đi. Đúng rồi. Bà ép không đó. Tao. Anh bắt ấn gì vậy? Ấn ông nội mày, cái này ép một. Mày là bây giờ là mày là vậy nè. Không chừng mày cũng vậy luôn giống tao đó. Ôm nữa đi. Giận chơi. Giỡn chơi. Giỡn tự nhiên ép không ép một nhìn đây. Tự nhiên nói chuyện đây 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 đó. Nhìn đi, nhìn đi. Cái gì? Hỏi mày hỏi phải của bà không? Cái này là cái này cái tết nè. Ờ hỏi phải của bà không? Nó hai vạch. Cái này của ai? Thì đó hồi nãy chị nói với ổng rồi. Chị cầm trên tay của chị. Chị biết rồi thì chị trách nhiệm. À, cho mày. Sao vậy? Ngu. Ta đã nói không được rồi bà. Mày có lại trời. Bây giờ cũng ai cứu mày đâu. Tao đã cản mày rồi. Sao chị ác vậy? Ác cái gì? Trời ơi trời. Chị biết như vậy rồi. Mày chị ôm tôi. Mày nhào vô mày ôm bà trước. Mày đừng có vu oan giá họa cho bà. Còn anh nữa, anh nói anh thương em. Sao anh không đánh đập em? Xua đuổi em, đánh đập đá em, nhăn vô nhà đi để cho em ôm bà chị vậy? Tao chửi mày quá trời, mày vẫn dí theo tao, mày xin ôm mà. Trời ơi! Còn tao tình nguyện tao ôm. Trời ơi! Trời ơi, thì tôi tức hai người dễ sợ luôn á. Tôi... Trời ơi! Trời ơi! Bây giờ hỏi bà nè, mấy ngày rồi? Cái này là nào? Hai ba ngày. Ba ngày. Vậy mà hai ngày trước. Hai ngày trước chị còn tổ chức sinh nhật ở ngay cái xóm này nữa. Đúng rồi. Trời ơi, chị mời em với ảnh qua ăn sinh nhật của chị. Em bữa đó có nhậu. Em còn nhớ mày nè. Nhắc tao mới nhớ mà. Đó, đây bữa còn giữ nè. Ngay đây nè. Đây, ngay đây nè. Bữa đó chơi trò chơi đồ. Đó, ngay đây. Trò chơi vui nhộn đồ, trời ơi là trời. Đó, để đây là xong rồi. Bia với rượu pha vô đây. Mình tổ chức uống rượu cần sinh nhật đi nào. Yeah, yeah. Hôm bữa là chị uống trước là tại đúng rồi, sinh nhật chị. Ừ, đó. Đó, chị uống. Đó, đó là kính lão đó, còn anh uống. Đó ngậm vô uống đó, tới em là em nhỏ nhất nè đó. Đó là hai bữa trước mà ngu nó nhậu hơn nữa rồi. Mày ngu, đứng xa xa nói được rồi, bây giờ múc luôn, múc luôn. Nó đậm hơn. Tại sao lại trời ơi mấy giờ... người sao á? Ừ mệt quá, tôi hai vạch đó, tôi ép không đó. Cái trời ơi mấy người thì biết là vậy rồi, bây giờ phải làm sao đây trời. Bây giờ gói quá, bây giờ rồi. Bây giờ em giờ không biết, bây giờ số quận em bây giờ em phải làm sao. Bây giờ mày muốn làm sao không? Bây giờ làm sao? Bây giờ mày đưa số điện thoại ba mẹ đưa mày số đi. Điện thoại ba má. Ờ, để còn... tao điện ba má mày lên chở mày về. Thôi, đừng có như vậy, trời ơi. Ba má mà biết chuyện này chết em luôn.
Ba má em sẽ xa lánh rồi, ba má em sẽ về đồn, đồn cả ở quê em rồi, mọi người sẽ đối xử em như thế nào, em thấy cuộc đời em như thế nào anh ơi, không được. Cái này phải bình tĩnh lạc quan. Em coi coi báo chí em biết rồi. Bình tĩnh lạc quan xử lý tình huống. Bây giờ mày có nhảy nhiều quá mày còn mệt thêm thôi. Bây cái bệnh này nó ảnh hưởng phổi mà, mày bớt nói càng nhiều càng giờ tốt. Đứng theo thứ tự luôn rồi đó. Số 0, số 1, số 2. Mình đứng như vậy đi. Mình đứng như vậy đi. Rồi. Mình đứng như vậy đi. Bây giờ em phải làm sao? Bây giờ ba đứa mình là chung một chiếc thuyền rồi. Bây giờ ba chúng mình phải làm sao? Đi chết đi chứ sao giờ? Anh im đi. Anh mày bà hết sức. Cái gì nó cũng phải lạc quan, yêu đời lên. Làm cái gì tự nhiên cái vậy đâu, đi chết. Có gì đâu mình phải tìm cách xử lý chứ. Này sao nói vậy? Mày điên hả? Mày điên hả? Đâu phải ổng nói. Tao nói rồi nè mày. Chứ ai? Nữa hả? Trời ơi, thằng trai đẹp trong xóm có duyên nè. Nó bị gì nè? Ông trời ơi. Sao nó kêu ông trời? Ông giết con chết luôn đi ông trời. Tại sao đối xử với con như vậy? Cái gì vậy? Em muốn chết. Hả? Em muốn sống. Muốn mày điên hả? Bao nhiêu ai, muốn ai sống, muốn sống. Tụi tao đang muốn sống đây nè. Bây giờ cuộc sống của em nó vô nghĩa lắm rồi. Giết em chết đi. Bậy. Ê, không ai ngu giết mày. Mày tự nhiên mày xúi ở trong xóm thì giết mày à. Tụi tao đi ở tù hả chị? Mày điên quá. Vậy là anh chị vẫn còn tình thương dành cho em. Con ơi. Mọi người thương em đúng không? Ừ. Cho em mơ một cái đi. Cho em mơ một cái đi nào. Đây. Chị mơ. Ê, ra ra. Bà ra đây nè, bà biết bà đi. Sao? Mọi người yêu em đúng không? Thương em đúng không? Đúng. Chạy mơ một cái đi. Trời, bà đi theo tôi, bà đi theo tôi. Đi qua lắm. Trời ơi. Anh vô đây, đúng thứ tự. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3 được không? Bà, đừng. Cái gì nó cũng có cái... Cho em anh nhập với. Không. Bây giờ em đừng tính cái gì hết. Em chỉ tính là em nothing. Nothing and nothing. Em không thể, em muốn ôm anh chị. Không có đi. Nó khao khát quá kìa. Nhưng mà bây giờ mày nghe tao hỏi nè. Mày bị cái gì? Mày nói tao nghe coi. Gì vậy? Bị cái gì? Em bị em. Hả? Em bị em. Trời ơi, gì? Mày. Mày bị ép mày. Em bị ép A. Ép A là ép mày. Ép A là cô đơn. Trời ơi. Em bỏ một cái đi. Né ra. Đợi tao. Ép A là cô đơn. Cô đơn. Cô đơn á. Cô đơn không chết bằng Covid. Không. Mày không. Cô đơn mới chết. Sống một mình không tồn tại được. Em đi chết đây. Mọi người không thương em đi chết đây. Trời, thằng này nó đòi chết hoài vậy trời. Giờ... Bao nhiêu người muốn sống mình về đi. Mọi người có thương em không? Thương. Thì cho em một cái. Thương thì bây giờ tao nói mày nghe nè. Bây giờ mày thất tình. Mày muốn chết nhưng mà bây giờ á là mày vô nhà mày khóc đi. Rồi từ từ mày chết. Mày sáp vô bộ ba này mày còn chết nhanh hơn đó. Không. Ngay lúc này đây em cần một bờ vai. Trời. Một bờ vai của một người đàn ông. Em ơi đừng. Bây giờ em hãy đi mượn một bờ vai lạ của một người đàn ông nào đó đi. Nó đổi giới tính rồi nó mới cần một bờ vai của người đàn ông đó. Thôi. Chứ sao? Gì? Người đàn ông để đồng cảm với em hiểu không? Nhưng mà bây giờ thời điểm này tao khuyên mày, anh lại mày. Mày vô trong nhà mày đóng cửa mày ôm gối ôm mày thế cái bờ vai đó đi. Nhưng cái đó không thể nào thay thế được. Em cần một con người thật sự. Chứ nếu không có những cái bờ vai này thì mày sẽ làm gì? Em đi chết đây. Trời ơi, tội nó quá mà. Tội nó quá. Đây. Ôi! Bà là một ổ. Gì? Bà làm một ổ rồi đó. Bây giờ là theo cấp độ đi. Từ nhẹ tới nặng. Đây, tôi sẽ là thi sinh trước cho. Hay quá anh Đạt ơi. Đây nè, bờ vai. Trời đất đỡ ơi. Chưa? Anh Đạt ơi, em cần cái bờ vai này nè. Thôi đi, đủ rồi. Thoải mái chưa? Em thoải mái lắm rồi, anh Đạt ơi. Tự tin chưa? Trời ơi. Đây nè. Mày giang ra đi. Anh có bờ đùi nữa. Vào đây. Ấp mặt vào đây. Không, anh còn trẻ lắm. Anh không phải là người đàn ông vững chãi. Em cần một người có kinh nghiệm. Anh lên. Cái nặng hơn rồi đó. Nặng hơn rồi đó. Ôi. Cái này. Dạ. Cái này là tự mày nha. Dạ em cần. Không phải tao.
không phải tao đâu. Trời ơi, chữ phải. Anh ơi, chữ phải thật là mạnh. Anh có tặng em cái gì không? Chia sẻ với em đi. Anh đã chia sẻ với em nhiều lắm. Anh không thể nào đếm hết được bao nhiêu đâu. Anh ơi, em làm vậy rồi. Anh có thấy là em ngốc nghếch lắm không? Em không ngốc nghếch. Em nên vào bệnh viện tâm thần đi. Anh sợ em. Sống ở đời phải tự tin hơn. Em hư với anh. Em phải tự tin lên. Các anh tặng anh cái gì em chia sẻ hết rồi. Em nhận cái đó. Tụi anh chia sẻ hết rồi đó. Mấy mà... người này làm cái gì á? Nhỏ đó hoang mang. Hai anh là đàn ông. Em cần một người phụ nữ. Trời. Mày ngu lắm, mày ngu lại đó. Đây. Mày ngu. Nó hôn ổ luôn. Chị thông cảm. Hung em một cái. Chị ơi, em quý chị thôi, quá. Không có gì hết, có gì cứ nói với chị nè. Chị có gì cứ nói với chị. Dạ, thương chị chia lắm. Sẻ với nỗi đau này. Thương, thương. Em đó. Cảm ơn chị đã chia sẻ cái nỗi FA của em nha. Rồi, nãy giờ là bà chia sẻ cũng là mấy ngàn con á. Dữ lắm rồi, đếm không hết đâu. Chị thương em lắm, em bị FA, chị chia sẻ giùm em. Đúng rồi, em bị FA đó. Dạ. Chỉ là F0 chỉ đang chia sẻ với em đó. Mà đi đi. Trời ơi. Trời ơi. Mà làm cái gì vậy? Trời ơi, may là người quen chứ người lạ người ta giết nó rồi. Nó quăng tôi như một con cúp bế. Chị bị F0 hả? Trời ơi. Chị ác lắm. Chị tàn nhẫn, chị giả man lắm. Chị ơi, tại sao chị ích kỷ như vậy? Biết mình F0 rồi thì chia sẻ với em làm cái gì? Thôi mày đừng chửi bà nữa. Qua đây, qua đây. Chị làm vậy là chị phải có tình thương dành cho đồng loại của mình chứ. Chị làm vậy tôi khởi kiện chị đó nha. Tôi khởi tố chị luôn, chị sẽ đi tù. Thôi đánh đi. Mệt mấy người quá. Hồi nãy giờ tôi quạo lắm rồi nha. Ai nói với mấy người là tôi bị F0? Ai nói? Thì rõ ràng. Bà nói tôi rõ ràng. Hai vạch đây rõ ràng. Hai vạch đây nè. Đây nè. Mày né ra coi. Nè đây rõ ràng hai vạch của ba. Theo thứ tự luôn nè. Đó là anh nè. Đó hồi nãy là anh là gì nè. Đây là F1 nè. Nè tôi nè. Rồi bây giờ mày biết tự làm luôn chưa? Ba đó, đó, đó là bà F0. Mày không làm được chữ F à? Trời ơi. Bây giờ em quẹo đó, luôn. Đó chị đó. Đúng rồi đó. Đó, đó. Trời ơi. Nó là như vậy. Mấy người. Cả xóm này bây giờ đi tu hết rồi. Ai cũng bắt ấn hết. Mấy người vừa vừa phải phải thôi. Đúng là cái này là của tôi. À không phải, đúng là cái này là tôi cầm thiệt. Nhưng mà nó không phải là của tôi. Tôi nói cho bà nghe nè. Bây giờ bà đừng có giấu giếm nữa. Bà làm như vậy á là bà hại cả cái xóm này đó. Đúng rồi, mình phải bà có trách nhiệm chứ. Đã bị như vậy thì mình phải biết, mình biết là mình bị vậy mình chữa. Chứ bây giờ cầm trên tay của mình là nó nói rồi, không phải của mình còn giấu giếm gì nữa. Mày coi nè, bà bị hai vạch gì thì đó, cầm trên tay của bà vậy. Mày ăn thôi đi. Quá đáng vừa phải rồi, cuộc sống không có lòng tin dành cho nhau. Làm gì mày điên hả? Cái này không phải của chị đúng không? Đúng. Đúng rồi. Mình... Cái này là của em. Hả? Dừa, cho bà dừa nghe. Trời ơi. Trời ơi trời. Cái này của em. Sao ngựa về ngược vậy? Vậy là nó rồi. Hèn gì mày về mày cảm thấy mày đau đớn trong lòng khi mày hại cả cái xóm này. Cho nên mày khóc lóc rồi này nọ đặng mày lây hết cái xóm này đúng không? Tại sao mày sống không có ý thức như vậy? Tại sao kỳ lạ vậy? Em có ý thức lắm. Mày biết như vậy? Không, mày chờ mày. Mày đứng im ra đi. Mày ôm trời bà ơi, đi. Trời ơi, hồi nãy là đúng là thiệt. Tôi dại dột, tôi ôm nó rồi thì xèo. Thằng này mày quá đáng vừa hả mày? Mấy anh chị làm sao á? Sao vậy? Sao vậy? Cái này đúng là của em. Thì của mày, thì mày đã biết mày vậy. Nhưng mày còn về mày ôm. Em nhặt ở ngoài cổng nhà trọ của mình. Lại một người nhặt. Em ý thức, em có lấy chai cồn. Em xịt đàng hoàng. Em lấy cái đồ gấp, em gấp, em bỏ vô đây. Nha. Em bỏ vô đây, em định đem đi quăng vô thùng rác. Nhưng mà chưa kịp quăng á, cái tự nhiên nghe điện thoại của ông bồ em. Em vội vàng em quăng xuống vậy đó. Cái giờ chị Linh chị lấm cầm lên. Cuối cùng của ai không biết luôn. Trời ơi. Làm hồi nãy giờ né nhà muốn chết luôn à. Vậy là cái này không phải là của chính bản thân mày. Không. Cũng không phải là chính bản thân bà. Không. Hai người đều lụm hết. Đúng rồi. Cái này là do cái người vô ý thức. Đúng rồi. Làm cả xóm hết hồn. Trời ơi, biết gì đâu, khỏe người quá đi. Vậy khỏe rồi. Khỏe quá. Lát hồi mình đi dục. Lát hồi mình đi dục mình đốt. Thôi. Ông nói thất tình, nói thất tình. Đây đây. Thôi lên đây chia sẻ. Trời ơi. Bây giờ cả xóm mình yên rồi. Có thể ngồi đây tốt rồi.
ha. Khỏe phào. Hú hồn, hú hồn, hú bây hồn. Giờ là mày muốn chia sẻ bao nhiêu cũng được nữa. Bây giờ mày đang ép A. Thiệt tình. Mọi chia người sẻ bao nhiêu. Đang không có ép gì. Ừ. Thoải mái. Khỏe phắn đi. Mày có thể chia sẻ 2 giây, 4 giây, 6 giây, 8 giây, 10 giây tao cũng chia sẻ rồi nữa. Có gì này, lúc nói này đi. Đây là tình cảm nè. Đúng em rồi. Em một cả cái xóm này. Ôi trời ơi. Em quý mấy anh chị lắm. Nói nghe. Bây giờ á, cái chuyện như thế nào? Sao? Để nói đi. Để anh chị có thể chia sẻ với em được chút nào thì chia sẻ. Em kể đi. Tại sao? Tại sao mày ép A? Tại sao người yêu mày bỏ mày? Mày cứ kể thoải mái đi. Bộ em quá đáng lắm anh ơi. Cứ kể đi. Cậu. Mày nhúng quá cái giọng nó khó nghe còn chết à. Em thư giãn cho nó để... Thôi nó... khỏi đi. À, khỏi ha. Để im cho nó nói. Rồi nói đi. Rồi sao? Hai tuần nay em về quê em lo công việc dưới quê á. Ừ. Giải quyết công việc xong rồi. Ừ. Em nhớ em buồn quá. Ừ. Định gọi điện thoại lên thăm nó. Ừ. Chưa kịp gọi nó gọi về em. Nó nói tôi không muốn gặp mặt ông nữa. Ông ở dưới quê luôn đi. Đừng bao giờ lên đây nữa. Trời mẹ, sức mẹ, sức mẹ ha. Tội nghiệp vậy. Quen rồi, mấy năm trời sao tự nhiên nói chia tay trong vòng có 2 tuần lễ vậy. Buồn chứ anh. Nó bị cái gì nó có. Em lần lần em bắt xe lên đây liền luôn. Em đi tìm hiểu em gặp con bé bằng thân luôn. Em hỏi tại sao vậy. Tại sao cô ấy không muốn gặp tôi. Bé trả lời. Bạn em đi cách ly rồi. Cách ly là sao? Vì F0 đi cách ly rồi. Ô, cá sao nó cứ vòng vòng ở đây hoài vậy trời? Sao nó cứ vòng vòng nó quẩn quẩn ở đây hoài? Trời ơi, bây giờ tôi mới biết cái dịch vật đó là cái gì. Sao nó cứ vòng sao vòng? Sao mày ác vậy? Hả? Em làm gì ác? Con bồ mày F0. Ít nhất về đây mày cũng phải có ý thức. Mày né ra. Tao đã né được cái chuyện này rồi. Mà mày vẫn không cho mọi người né cái chuyện của mày. Hả? Sao mày ác như vậy? Em bình thường mà. Bình thường con khỉ không? Không sao được. Mày điên hả? Nãy mày về mày mạnh miệng. Mày chửi bà này. Trời ơi bà làm như vậy. Bà sẽ bị chi tố đó. Bây giờ mày làm chị. Vậy tao mày chi giao, cho mày. Mày giao tiếp với em không mà mày nói mày bình thường là bình thường. Hay quá. Chứ tao chi cho mày lên sinh tố quá. Ủa 2 tuần rồi em chưa gặp mặt bồ em. 2 tuần là 14 ngày đó. Ừ. Đấy, khoảng thời gian là cách ly đó là nó không gặp mặt bồ nó. Mà... Ê. 14 ngày rồi. Nó lại bay ra khỏi đây nữa rồi. Ồ, nó cứ bay vào đây rồi nó bay đi. Bà không... cô ấy bà như là một cái vong đó nha. Dập bà chiều. Cứ bay lờn vờn ở trong xóm này. Rồi bà cô ấy lại bay đi. Ôi bà cô Vi thiệt là vi diệu. Hay thiệt. À 14 ngày rồi hả? 14 ngày. 14 ngày chưa gặp mặt bồ luôn. Vậy là không sao rồi. Thì bây giờ mày phải nói rõ ràng chứ. Chuyện gì nó cũng phải rõ ràng. Nói chuyện lúc rõ nãy anh chị có nói rõ rồi. Tại anh chị sợ quá. Tâm lý anh chị lúc nào cũng sợ hết. Đúng phải rồi. Bình tĩnh với mọi tình huống hiểu không? Đúng. Bình tĩnh lúc nào cũng bình tĩnh nè. Mấy nay nè tao nhức mình nhức mẩy nè. Tao hay ho nữa. Mà tao vẫn bình tĩnh có gì đâu. Trời ơi bỏ quay lại nữa rồi. Trời ơi bây giờ mọi người nghe tôi nói đi nè. Khổ quá. Bây giờ á, quan trọng là chúng ta phải bình tĩnh. Tại vì bây giờ á, mật độ vaccine á, nó cũng đã phủ rộng khắp rồi đúng không? Lo gì nữa. Có dính đi thì cũng bị nhẹ. Nhưng mà quan trọng là mình không được chủ quan nha. Đúng rồi. Quan trọng là đây tình người ở đây sớm nhỏ mà vui. Trời ơi. Có dĩa xoài đây ngon quá. Không mà tụi hợp ăn xoài đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mọi người ăn xoài rồi. Lâu lắm rồi mới ăn xoài đó. Rồi là tụi hợp ngồi với anh đó. Xoài này là chấm với muối nè. Còn cái này là giờ chấm với gì kia. Quá ơi. Chương trình Paris by Night Thiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty.